Phế vật, Cửu Dương quân tuyên bố bên ngoài, ta nghĩ rất nhiều gia nhập người mới thực lực cũng không tính là mạnh mẽ a à đều là về sau trong quân đội nắm giữ sát khí, tại lần lượt dục huyết phấn chiến trung thành lớn lên a ngươi nói ra như thế kiêu ngạo, phải chăng có hại Cửu Dương quân uy danh." Vân tướng quân mặt không biểu tình, dừng một hồi, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét nói, người cái này sử quỷ có lời gì nói thẳng, khác đừng quay tới quay lui, kẹp thương đeo gậy." "Sử quỷ?" Giang giật trợn trắng mắt, đều chẳng muốn cùng loại này tiểu nha đầu nhiều lời hắn hướng trương đại niên nhìn thoáng qua, đối kia hơn 90 người nói ra, chư vị, chúng ta trở về đi, cái này phi vũ quân không vào cũng được, đi theo dạng này tướng quân, ha ha. Hừ hừ, vân tướng quân khó chịu, gương mặt xinh đẹp rét lạnh nói ra, muốn đi ngươi cho chúng ta phi vũ quân là quán trọ sao muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hiu hiu hiu, 36 tên thân vệ bay vụt ra, thập nhân tướng giang giật cùng trương đại niên bao bọc vây quanh, còn lại thì đem kia hơn 90 người vây quanh toàn bộ binh khí xuất hiện, đằng đằng sát khí, như vân tướng quân ra lệnh một tiếng đoán trường giang giật bọn người lập tức lại nhận cường đại công kích. Quả nhiên là kiêu rất đại gia tộc tiểu thư, giang giật cười khổ một tiếng, cửu dương quân truyền ra ngoài công bằng công chính, quân kỷ nghiêm minh, xem ra cùng đảng ma quân không có khác nhau. Vị này vân tướng quân như thế ngang ngược bá đạo, hẳn là 36 vị thiên vương một trong người trong gia tộc. Hắn nhàn nhạt lường vân tướng quân một chút, lạnh giọng nói ra, vân tướng quân, Ngươi không phải để chúng ta từ chỗ nào đến, lặn đi đi đâu lại không cho chúng ta đi chẳng lẽ còn nghĩ giết chết chúng ta không thành xin hỏi chúng ta phạm vào tội gì. Chống đối nghĩa mai bản tướng quân liền là tội chết, vân tướng quân lạnh giọng nói, đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên nói ra, bất quá. Giống như ngươi có thể tiếp bản tiểu thư một chiêu, ta có thể để các ngươi rời đi, ngươi không phải rất mạnh rất ngông cuồng sao sự quỷ. Ta không xấu, Giang giật rất muốn hồi trở lại một câu, nói mạnh mẽ đặt ở trong cổ họng miệng lưỡi chi tranh không có ý nghĩa. Hắn trầm ngâm, vị đại tiểu thư này nhìn thấy hắn thân thể mạnh mẽ đoán chừng ngứa tay, nghĩ hành hạ hắn đùa một cái. Đỉnh cấp gia tộc đại tiểu thư, còn có thể trở thành tướng quân, coi như năng lực thực chiến không mạnh, đơn thể phóng thích tối cường thần thông uy lực khẳng định rất khủng bố, giống như hắn không sử dụng thiên phong giáp, rất có thể bị tươi sống đánh giết. Không bồi nàng đùa lời nói, vậy làm sao rời đi? Giang giật não hải chuyển động, nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là đem sự tình làm lớn chuyện, kinh động phi vũ bộ đại nhân vật. Vị này chỉ là tướng quân, tướng quân phía trên còn có đại tướng quân vương, phía trên nhất còn có thống soái. Coi như thống soái không tại cái này, 10 cái đại tướng quân vương tổng có người trong quân đội A chỉ cần kinh động đến đại tướng quân vương, cái này ngang ngược nha đầu không có khả năng ngay trước đại tướng quân vương mặt giết người A. Không được, Giang giật rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, vừa rồi đã náo ra động tĩnh lớn như vậy, Bên trong đại tướng quân Vương không có khả năng không biết. Đến còn không người xuất hiện, điều này nói rõ một vấn đề, hoặc là không có đại tướng quân Vương ở bên trong, hoặc là những cái kia đại tướng quân Vương không muốn để ý tới, hoặc là không thể trêu vào cái này Vân tướng quân. Giống như hắn la to đại náo một phen, những cái kia đại tướng quân Vương còn không có xuất hiện, nói không chừng bọn hắn toàn bộ người sẽ bị giết chết. Nhà đầu này như thế mạnh mẽ, chọc giận nàng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới nghĩ lui Giang giật phát hiện chỉ có ngạnh kháng nàng một chiêu một con đường có thể đi, hắn trầm ngâm một lát gật đầu nói, tiếp người một chiêu có thể, bất quá chỉ có thể hai người chúng ta, không thể có người quan chiến. a à, vân tướng quân trên mặt lộ ra một cái cao thâm mà chắc nụ cười, rất nhanh lên một chút đầu nói, người cái này xử quỷ yêu cầu vẫn rất thêm, được, đi theo ta đi. Vân tướng quân trực tiếp hướng bên cạnh cái thứ ba tòa thành đi đến, nàng 36 thân vệ đi theo mà đi. Trương đại niên lo lắng nhìn qua giang giật, hắn vừa định nói vài lời, Giang giật vỗ vỗ bờ vai của hắn ra hiệu hắn không cần nhiều lời, đi theo vân tướng quân hướng tòa thứ ba tòa thành đi đến. Bên kia hơn 90 người một mực trầm mặc đứng thẳng, nhìn Giang giật rời đi. Tiểu huynh đệ này mặc dù dáng dấp xấu, nhưng vừa rồi khảo hạch nhiệm vụ giúp bọn họ một tay, lại ngang nhiên ra tay giúp Trương Đại Niên chặn một kích, trong lòng bọn họ đã là người mình, giờ phút này đều phi thường lo lắng hắn. Các loại chờ Giang giật tiến vào cái thứ ba tòa thành, vân tướng quân đã biến mất không thấy, một tên thân vệ chờ ở bên ngoài, mang theo giang giật đi một cái thiền điện. Đi vào thiền điện lại là một cái truyền tống trận, còn lại thân vệ đều ở bên trong chờ lấy. Tướng quân chờ người ở bên trong, bên trong là một cái diễn võ trường. Một tên thân vệ mặt không thay đổi nói, ngữ khí ngược lại là khá hơn một chút, dù sao giang giật biểu hiện đủ thực lực, giành được bọn hắn một chút tôn trọng. Giang giật đi vào truyền tống trận, thân vệ mở ra, bạch quang lóe lên giang giật ra một cái nho nhỏ kỳ lạ trong không gian. Cái này không gian không tính lớn, hẳn là chỉ có phương viên khoảng mấy trăm dặm, bên trong rất nhiều nơi đều một mảnh vết thương, hẳn là đơn độc diễn võ trường, cho người ta tu luyện thần thông bí thuật. Vân tướng quân đứng tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh, màu đen nguyễn giáp có một chút hoa mỹ hoa văn, như băng tuyết xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cân xứng thân thể mềm mại, trong tay sách theo một cái hắc kiếm, phía sau áo choàng phần phật, ngược lại là có một phen đặc biệt khiếp người khí độ. Chuẩn bị xong chưa? Vân tướng quân cư cao lâm hạ nhìn qua giang giật lạnh giọng nói, giang giật cũng không cần làm sao chuẩn bị, gật đầu nói tới đi. Uống, vân tướng quân khẽ kêu một tiếng, không có phóng thích quá hoa mỹ thần thông, chân sau tại đỉnh núi một điểm, thân thể bay đi, theo giữa không trung phía trên gào thét mà đến, trường kiếm đột nhiên dài ra biến lớn, đối giang giật đầu chém bổ xuống đầu. Đạo thiên linh bảo, giang giật đôi mắt có chút co rụt lại, cái này trường kiếm nhất bắt đầu dò xét cũng không có khí thức đặc biệt, thiên lực quán chú sau lập tức phóng xuất ra hồng hoang mãnh thú hung lệ khí thức, đây là đạo thiên linh bảo không thể nghi ngờ. Thiên phong giáp, Giang giật thầm quát một tiếng, không có chút gì do dự, bảo mệnh quan trọng. Hắn trước tiên lấy ra thiên phong giáp phù bên ngoài cơ thể, đồng thời huyền hoàng chi lực vận chuyển, vân tướng quân là cường đại phong vương cấp, hắn tránh là không tránh được, chỉ có ngạnh kháng. Đạo thiên linh bảo chiến giáp, vân tướng quân ánh mắt rất độc, khóe miệng nàng lộ ra một vòng cười lạnh, u u nói ra, sủ quỷ, hôm nay coi như người có đạo thiên linh bảo chiến giáp, cũng đừng hòng ngăn trở bản tướng quân một chiêu này chương 1676, đại đội trưởng. Ông, cái kia thanh to lớn kiếm từ trên cao gào thét mà xuống, phía trên đột nhiên sáng lên ba loại màu sắc khác nhau quang mang, mà lại cái này ba loại quang mang ẩn chứa khác biệt ý vị, đúng là dung hợp ba loại bản nguyên áo nghĩa cường đại sát chiêu. Đao Phong đã từng thả ra một loại dung hợp hai loại áo nghĩa sát chiêu, tại không linh đảo đao lãnh đồng dạng thả ra một loại dung hợp ba loại áo nghĩa sát chiêu, giang giật biết rõ loại này sát chiêu kinh khủng. Mà lại nha đầu này chính là ba loại quang mang là kim sắc, màu đen cùng màu xám, bên trong ẩn chứa cái này kim hệ áo nghĩa sắc bén, hủy diệt áo nghĩa tịch diệt, tử vong áo nghĩa trầm luân, đây là ba loại lực công kích bá đạo nhất áo nghĩa. Giang giật trước đó đánh giá thấp tiểu nha đầu này, chỉ bằng một chiêu này tiểu nha đầu lực công kích tuyệt đối không kém gì ô thiên vương. Làm sao bây giờ, sống còn thời khắc, Giang giật não hải nhanh chóng vận chuyển, bằng vào tốc độ của hắn là trốn không thoát chiêu này. Giống như dựa vào thiên phong giáp ngạnh kháng, có lẽ thiên phong giáp sẽ không bạo liệt, nhưng hắn rất có thể sẽ bị đánh chết tươi. Coi như không bị đánh chết đầu bị chấn nát, linh hồn có thể trọng thương, đến lúc đó liền là ngu ngốc rồi. Ông, cuối cùng hắn bất đắc dĩ chỉ có thể thả ra cán thi, đều đã phóng thích thiên phong giáp, nhà đầu này thân phận tôn quý điều tra một phen, thân phận của hắn tự bại lộ. Lập tức liền muốn bị giết, hắn không cố được nhiều như vậy, to lớn cán thi ra hắn phía trước, bỗng chốc bị cái kia thanh cự kiếm bổ chúng. Oanh, cán thi lui nhanh, Giang giật bị liên quan đập bay, một cỗ kinh khủng khí kình bao phủ hắn, để hắn một ngụm máu tươi tuôn trào ra, bất quá lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Người tại lui nhanh bên trong hắn trong nháy mắt đem cán thi cho thu vào, thần thức tại cán thi bên trên đảo qua âm thầm giải sầu, nhà đầu này công kích so với đao lãnh còn kém xa, khoảng chừng cán thi trên đầu lưu lại một đạo vết lõm, cũng không có chém đứt cán thi. Giang giật lui về phía sau ngàn trượng, vững vàng đứng thẳng, kia biên vân tướng quân thân thể còn sừng sướng giữa không chung, trương kiếm trong tay khôi phục ban đầu bộ dáng mắt to đùa cợt nhìn qua giang giật hừ hừ nói bản tướng quân còn tưởng rằng là ai đâu nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh địa giới đệ nhất thiên tài khó trách như thế có loại dám cùng bản tướng quân khiêu chiến giang giật cười khổ vài tiếng chắp tay nói vân tướng quân không phải cùng ngươi khiêu chiến chúng ta ngưỡng mộ cửu dương quân ngàn dặm xa xôi chạy đến tòng quân thật vất vả qua khảo hạch phân phối đến phi vũ quân lại bị các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã Tượng đất cũng có mấy phần hỏa khí a. Ngưỡng mộ, vân tướng quân lạnh lùng cười cười nói: Ngươi là bị Đao gia truy sát đến bên trên thiên hạ chỗ không cửa, nghĩ đến chúng ta cử Dương quân tránh một chút a Giang Giật, ngươi bị bản tướng quân xem thấu thân phật, ngươi không sợ ta đi báo cáo Đao gia tại cử Dương thành thế nhưng là có 10 cái phong vương cấp a, chỉ cần ta truyền bức thư hơi thở, Đao nộ cùng Đao lãnh rất nhanh liền tới. Giang Giật bình tĩnh nhìn qua tiểu nha đầu nói: Ngươi hội báo cáo sao? Cái này sao? Muốn nhìn bản tiểu thư tâm tình. Vân tướng quân ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ nói ra, giang giật, ta cho ngươi hai con đường. Đệ nhất gia nhập chúng ta vân gia, có bản tiểu thư tại, đao ra người coi như biết rõ người tại phi vũ quân cũng không làm gì được ngươi. Đầu thứ hai ta cho ngươi một ngày thời gian, ngươi có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, một ngày sau đó ta hướng đao ra người báo cáo. Ha ha ha, giang giật ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, trên mặt chấm đỏ uốn éo, nhìn phá lệ dữ tợn. hắn nhìn vân tướng quân cười lạnh nói, gia nhập vân gia thật có lỗi, ta không thần phục bất luận cái gì gia tộc. Ta giang giật chính là tính tình này, vội vàng không đi, đánh lấy lui lại. Người cũng không cần một ngày sau, đi báo cáo đi. hưu, giang giật nhanh chân hướng xa xa một cái truyền tống trận phóng đi, trực tiếp truyền tống ra ngoài, không tiếp tục xem vân tướng quân một chút, bóng lưng thẳng tắp như kiếm. Dám giết đao phong, dám xông vào thiên giới đại náo thanh vực, quả nhiên là cái nhân vật. Vân tướng quân cười nhạt một tiếng đi theo sông vào truyền tống trận, biến mất tại cái này kỳ dị trong không gian. Bên kia giang giật ra khỏi thành lâu đài bên trong truyền tống trận, trên thân không có nửa điểm thương thế, để kia mười mấy cái thân vệ đầy mắt chấn kinh ngạc. Giang giật coi thường cái này mấy chục người nhanh chân đi ra phía ngoài, vừa ra bên ngoài lại là gây nên một mảnh bạo động, kia hơn 90 người trên mặt lộ ra khó có thể che giấu vui mừng cùng kinh ngạc. Đi thôi, Giang giật phung tay lên, tại trương đại niên đám người trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, đều trở về đi, đi ra nhập còn lại quân đội, cái này phi vũ quân bức cách quá cao. Đi đi đi, trương đại niên bọn người không còn có nửa điểm tính khí, chỉ cầu có thể rời đi liền tốt. Bất quá mọi người vừa mới quay người chuẩn bị rời đi, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, vân vân. Trong mọi người bắt đầu lo lắng, Giang giật quay đầu thoáng nhìn đi ra vân tướng quân nói, tướng quân đại nhân còn có cái gì phân phó. Giang vô danh, ngươi là nhân tài, bản tướng quân đặc biệt chiêu ghi chép các ngươi nhập ta phi vũ quân. Hồ thống lĩnh, những người này tự về ngươi dưới cờ, cái kia giang vô danh đảm nhiệm đại đội trưởng đi. Vân tướng quân bỏ xuống một câu, nhanh chân đi vào cái thứ nhất tòa thành, không tiếp tục để ý giang giật bọn người. Tòa thành bên trong một cái dâu quai nón cự hán đi ra, ánh mắt bén nhọn tại giang giật bọn người trên thân quét qua nói, tướng quân đại nhân hạ lệnh, về sau các ngươi liền là phi vũ quân một thành viên, chúng ta phi vũ quân là phi vũ bộ tối cường quân đội, hy vọng các ngươi gia nhập sau cố gắng tu luyện, anh dũng tác chiến, không muốn bôi nhỏ chúng ta phi vũ quân tên tuổi. Trương đại niên bọn người không nhúc nhích, ánh mắt đều nhìn về phía giang giật, thế giới này cường giả vi tôn, giang Dật biểu lộ ra đủ thực lực, hắn liền là cái này hơn 90 người thủ lĩnh, hết thảy dùng hắn làm trung tâm. Giang giật trần chờ, không biết cái này vân tướng quân làm cái quỷ gì. Chẳng lẽ nghĩ ổn định hắn, lại đi báo cáo ngẫm lại lại không đúng, báo cáo hắn đối với nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, giống như cửu dương quân cùng thanh đế quân quan hệ còn không phải rất tốt năm đó đao lãnh kém chút bị tam thập lục thiên vương cho tươi sống đánh chết chẳng lẽ là muốn cho hắn lưu lại, về sau tốt mời chào vào vân gia. Giang giật nghĩ nghĩ cuối cùng lựa chọn lưu tại phi vũ quân, cái này vân tướng quân biết rõ thân phận của hắn, trừ phi hắn không muốn ở tại cửu dương quân. Nếu không đi còn lại bộ đội còn dễ dàng xảy ra chuyện, lưu tại cái này vân tướng quân trong lòng lại có tưởng niệm, coi là có thể đem hắn cho chiêu mộ, thời gian ngắn sẽ không bại lộ thân phận của hắn. Giang vô danh lĩnh mệnh, Giang giật dẫn đầu không người, Trương Đại Niên bọn người cùng nhau không mình hành lễ nói, cần tuân hồ thống lĩnh chi mệnh. Hồ thống lĩnh mang theo giang giật bọn người hướng xa xa tòa thành đi đến, bên này người vây xem nhau nhau tán đi. Cái thứ nhất tòa thành bên trong một cái đại sảnh bên trong, vân tướng quân ngồi tại soái vị bên trên, mấy tên thân vệ rất là không hiểu nhìn qua nàng. Một người suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở tiểu thư, cái kia giang vô danh có vấn đề. Vân tướng quân nhấp một miếng nước trà, như một cái như hồ ly nở nụ cười, gật đầu nói ta hiểu rõ vấn đề, không có vấn đề ta còn không lưu lại hắn. Các ngươi chờ coi đi, người này gia nhập chúng ta phi vũ quân, về sau có là trò hay xem. Không phải, tên kia thân vệ khoát tay áo nói ra, tướng quân, ta nói là cái này nhân thân phân có vấn đề, hắn rất có thể là. Đừng nói nữa, vân tướng quân lạnh lùng liếc qua đi qua, tên kia thân vệ lập tức ngậm miệng, nàng lạnh giọng bàn giao nói, liên quan tới thân phận của người này, mặc kệ ngươi là đoán được cái gì, nghĩ đến cái gì, hết thảy không thể ngoại truyền truyền lệnh xuống ai cũng không thể tiết ra ngoài giang vô danh bất kỳ tin tức gì, nếu không giết chết bất luận tội. Tuân mệnh, chúng thân vệ không người lĩnh mệnh, nội tâm lại là kinh nghi không thôi. Xem ra suy đoán của bọn hắn đều là đúng, giang vô danh liền là giang giật, chỉ là không biết bọn hắn cái này tiểu chủ con, đem giang giật lưu tại phi vũ quân làm gì. Cho hai nàng muốn lợi dụng giang giật làm cái gì, chương 1677, ám hắc thiên hà. Vân băng, tam thập lục thiên vương xếp hạng đệ nhị vân thiên vương tôn nữ, thiên tư tung hoành, thiên giới thập đại tiểu thư xếp hạng thứ ba, chiến công hiển hách, ba tháng trước gia nhập phi vũ quân theo phổ thông quân sĩ bắt đầu làm lên, vẻn vẹn ba tháng tấn thăng làm tướng quân, đã bị dự định là vân gia thiếu tộc trưởng tương lai vân thiên vương người nối nghiệp. Một tòa thành lâu đài bên trong, Giang giật nghe thủ hạ báo cáo, chân mày hơi nhíu lại. Đi vào phi vũ quân đã nửa ngày, xem như ổn định lại. Hắn trở thành phi vũ quân thứ 9 lĩnh dưới cầm một cái đại đội đại đội trưởng, Bọn hắn đại đội trước mắt chỉ có bọn hắn cái này hơn 90 người Liên quan tới vân tướng quân tư liệu là một cái trinh sát tìm hiểu tới Tin tức này quá tốt nghe ngóng Bởi vì đây là phi vũ quân mọi người đều biết sự tình Cũng không có nửa điểm hư giả Nhà đầu này xem ra không phải giá áo túi cơm Mà là một cái chân chính yêu nhiệt A à. Giang giật một tay có tiết tấu gõ lấy bên cạnh cái bàn Đối với phi vũ quân tình huống hắn đã có chút hiểu một chút Cái này quân đội tấn thăng so còn lại quân đội nghiêm khắc nhiều Đại đội trưởng dễ làm nhưng phía trên thống lĩnh, đại thống lĩnh, tướng quân, muốn tấn cấp đi lên tựu phi thường khó khăn, không có hiển hách chiến công tuyệt đối không thể. Căn cứ tìm hiểu tới tình báo, cái này vân băng tướng quân, không chỉ chiến lược biêu hãn, mà lại thông minh tuyệt đỉnh. Nàng trước kia xuất lĩnh quân đội xuất chiến, mỗi lần chiến tất thắng, mà lại tỷ lệ tử vong là ít nhất, tại gần vạn phi vũ trong quân, cái này vân băng tướng quân liền là giống như thần nhân vật. Tốt, các ngươi đi xuống đi, ta đi tu luyện, nếu muốn làm nhiệm vụ gọi ta đi. Giang giật nghĩ nghĩ, khoát tay áo quay người tiến vào bên cạnh một cái thiền điện bên trong. Nơi đó là hắn căn phòng đơn độc, chỉ có đại đội trưởng mới có tư cách ở lại, những người còn lại đều chỉ có thể cộng đồng ở tại trong một cái đại điện. Đi vào thiền điện bên trong, Giang giật lập tức cảm giác toàn thân đều phi thường thoải mái, bởi vì thiền điện bên trong thiên điện linh khí là phía ngoài 50 lần, cái này thiền điện bên trong có một cái tụ linh đại trận, đây là đại đội trưởng phúc lợi. Đã tới phi vũ quân, Giang giật nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, cái này vân băng tiểu thư đến cùng muốn làm gì giang giật đoán không ra, bất quá đều đi qua đã nửa ngày, đau nộ cùng đau lãnh muốn tới tới sớm, chỉ ít vân băng không có bại lộ thân phận của hắn. Hắn ngồi xếp bằng tu luyện, tiếp tục tu luyện thiên lực, ở chỗ này tu luyện mặc dù không có đạo thiên bí cảnh mạnh như vậy, nhưng cũng không so nguyên thủy bí cảnh tranh lệch nhiều lắm. Thiên giới thiên địa linh khí quá nồng nặc, cái này thiền điện bên trong lại có 50 lần tụ linh đại trận. Huyền hoàng chi lực hội tụ rất nhiều, coi như bị cán thi không ngừng tiêu hao, ít nhất có thể chống đỡ một tháng. Đáng tiếc là bản nguyên áo nghĩa vẻn vẹn cảm ngộ gần nửa, khoảng cách đại thành xem ra còn muốn một đoạn thời gian rất lâu. Lực thần quyết tu luyện càng chậm hơn, đến vẻn vẹn chỉ có thể cường đại nhục thân 150 lần, khoảng cách nghìn lần xa xa khó vời, chớ nói chi là vạn lần. Ông, Giang giật nghĩ nghĩ, đem cán thi lấy ra, cái này cán thi tàn hồn đã từng nói, hắn tu luyện lực thần quyết cũng không chính xác, muốn tu luyện chân chính lực thần quyết, để hắn cảm ứng cán thi bên trong khiếu huyệt, Cỗ này cán thi hắn trước kia nghĩ đến rất nhiều biện pháp đều không thể luyện hóa, cuối cùng vẫn luyện hóa nó 108 cái khiếu huyệt mới luyện hóa hắn. Cái này 108 cái khiếu huyệt bên trong khẳng định ẩn chứa thiên đại bí mật, chỉ cần có thể cảm ngộ những bí mật này, đoán chừng nhục thể của hắn có thể nghìn lần vạn lần tăng lên. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tâm thần yên lặng tại cán thi một cái khiếu, cẩn thận quan sát một trận, nội tâm của hắn không hiểu khẽ động. Tinh thần của hắn yên lặng tại cán thi trong lòng bàn tay một cái khiếu, lại cảm giác cùng mình khiếu huyệt hoàn toàn không giống nếu như nói chính hắn khiếu huyệt giống như là một giọt nước như vậy cán thi khiếu huyệt càng giống là một mảnh tinh thần đại hải bên trong có được các loại kỳ dị văn lộ giống như là đại đạo thần văn ẩn chứa thiên địa chí lý các loại áo nghĩa cái này khiếu huyệt quá thần kỳ càng là quan sát sang giật càng là kinh hãi hắn tâm thần hoàn toàn yên lặng tại cán thi khiếu những cái kia giao thoa thần văn tựa hồ có một loại lực lượng vô danh để hắn không tự chủ được hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế Thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang giật căn bản không biết đi qua bao lâu, hắn bị thiền điện bên trong cấm chế lấp lánh giật mình tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, trên mặt vẫn là vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Mặc dù hắn không có tìm hiểu được những này thần văn là dùng để làm gì, nhưng hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn tham ngộ đầy đủ, tại chính mình khiếu tu luyện ra đồng dạng thần văn, nhục thể của hắn tuyệt đối có thể đã cường đại đến kinh khủng cảnh giới, đến lúc đó đoán chừng đứng đấy cho đao lãnh giết đều lông tóc không tổn hao gì. Ông, cấm chế còn lấp lánh không ngớt, Giang giật thu hồi suy nghĩ mở ra thiền điện bên trong cấm chế, phát hiện là đại đội mình bên trong một cái thần đế, là cái kia trương đại niên đệ đệ tấm 2 năm, tương đối cơ linh, hiểu được trinh sát dò xét chi thuật, Giang giật bổ nhiệm hắn làm thân vệ. Tấm 2 năm chắp tay bẩm báo nói, đại nhân, làm nhiệm vụ, vân tướng quân để chúng ta tập hợp đâu, toàn bộ phi vũ quân đều xuất chiến. Để các huynh đệ tập hợp, Giang giật phung tay lên đi ra phía ngoài, bên ngoài trương đại niên mang người đã sớm tập hợp chờ đợi, Giang giật suốt lĩnh một đám người đi ra tòa thành, phát hiện nơi xa kia phiến trên đất trống có không ít người nhanh chóng tập kết, đồng phục người mặc phi vũ quân chiến giáp. Ông, Giang giật trên người có phi vũ quân thống nhất chiến giáp, là cực phẩm thần khí, hắn bên ngoài cơ thể màu đen chiến giáp hiển hiện, dẫn người nhanh chóng hướng đất trống chạy đi, tại hồ thống lĩnh chỉ thị hạ tụ hợp vào trong đại quân trầm mặc đứng thẳng. Hiu hiu hiu, vô số tòa thành bên trong đều vọt ra đại quân, liên tục không ngừng tụ hợp vào bên này. Đợi thời gian một nén nhang bên này đã hội tụ gần vạn người, vân băng tướng quân mang theo 36 tên thân vệ đi tới, uy phong lẫm lẫm liếc nhìn đại quân một chút, quát khẽ nói, toàn quân nghe lệnh, đi cái thứ 10 truyền tống trận. 10 cái thống lĩnh phân biệt mang theo quân đội của mình chỉnh tề hành quân, phi vũ quân biên chế là một vạn người, bất quá rõ ràng còn thiếu người, giờ phút này chỉ có hơn 9.000 người. Tướng quân phía dưới có hai cái đại thống lĩnh, phân biệt thống soái năm cái lính một lính 1.000 người, mỗi lần lính thiết thống lĩnh một người, địa bàn quản lý có 10 cái đại đội trưởng, một đội 100 người. Giang giật một bên hành quân, vừa quan sát bốn phía tình huống, phát hiện cũng không có còn lại quân đội xuất động. Xem ra nhiệm vụ lần này là cỡ nhỏ, không có cỡ lớn chiến dịch, nếu không cũng không trở thành xuất động cái này một vạn người. Đại quân đi đến tòa thành mặt phía bắc một khối trên quảng trường, nơi đó truyền tống trận rất nhiều, đại quân có thứ tự bắt đầu truyền tống, một lần truyền tống ngàn người, thay phiên truyền tống, hao tốn nửa canh giờ rốt cuộc đến phiên giang giật bọn hắn. Ông, một đạo bạch quang hiện lên, truyền tống tám canh giờ, Giang giật phát hiện không phải tới cửu dương cốc, mà là một cái hư không bên trên trạm trung chuyển. Cái này trạm trung chuyển ngay tại hư không bên trong, là một khối lơ lửng cự thạch, bên ngoài có cấm chế cường đại, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, hắc làm cho người khác tim đập nhanh. Vân băng bọn người đã sớm truyền tống tới, nàng đợi sở hữu đại quân truyền đến về sau, lạnh giọng hạ lệnh, toàn bộ bên trên hỗn độn thần thuyền, Nhiệm vụ lần này mục tiêu là ám Hắc Thiên Hà. Bên kia xuất hiện mấy trăm vạn minh giới sinh vật, các lĩnh đến ám Hắc Thiên Hà sau tự do tiêu diệt toàn bộ, chú ý thu thập minh giới sinh vật thi thể, nếu không không cho tính toán chiến công. Giống như tao ngộ cường đại minh giới sinh vật không thể đối đầu, lập tức rút lui, đều cẩn thận ám Hắc Thiên Hà bên trong minh khí, một khi bị ma hóa, trực tiếp giết chết. Ong ong ong, từng cái thống lĩnh phân biệt lấy ra Hỗn Độn Thần thuyền, chào hỏi thủ hạ của mình lên Hỗn Độn Thần thuyền. Trạm trung chuyển cấm chế mở rộng, 10 chiếc hỗn độn thần thuyền hướng một cái phương hướng gào thét mà đi. Chương 1678, các ngươi còn sống. A à, Vân tướng quân không xuất chiến, Giang giật lên hỗn độn thần thuyền, phát hiện Vân Băng cùng hai vị đại thống lĩnh còn có kia 36 cái thân vệ đều chưa hề đi ra, hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn qua hai lần, không bằng hắn cùng hồ thống lĩnh không phải rất quen, không dám hỏi nhiều. Hỗn độn thần thuyền rất lớn, một ngàn người vào đây sai sai có thừa, hồ thống lĩnh vừa tiến đến liền đi trước khoang thuyền. Giang giật bọn người chỉ có an tĩnh ngồi xếp bằng tu luyện, còn lại cửu cái đại đội trưởng tựa hồ không có cùng giang giật trò chuyện ý tứ, đều lạnh băng băng nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Hỗn độn thần thuyền nhanh chóng tiến lên, giang giật phát hiện thiên giới hỗn độn thần thuyền cùng địa giới thể thích không sai biệt lắm, nhưng tốc độ lại là nhanh mấy lần, nhưng so sánh ô thiên vương toàn lực tốc độ phi hành. Mười chiếc thần châu an tĩnh tiến lên, dòng dã bay hạ giới 10 ngày, trên đường đi phi thường bình tĩnh, chỉ là tao ngộ mấy lần hư không loạn lưu, còn có một số tại phủ cận tuần sát hỗn độn thần thuyền, không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Nhanh đến, một tên đại đội trưởng đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, giang giật bọn người bị giật mình tỉnh lại, theo kia đại đội trưởng ánh mắt xuyên thấu qua thần châu trong suốt vách tường nhìn lại, nhìn thoáng qua giang giật bọn người âm thầm kinh hãi. Phía trước hư không không còn đen kịt một màu, mà là một mảnh màu đỏ sậm, từ xa nhìn lại tựa như một đầu màu đỏ sậm thiên hà, vượt ngang qua hư không bên trong, lại giống là một đầu to lớn thần long tiềm phục tại trong hư không, nhắm người mà phệ. Đỏ sắc thiên sông không biết dài bao nhiêu, khoảng cách xa như vậy, hai bên đều không nhìn thấy bờ. Rộng ít nhất có mấy chục vạn lý, che đậy một khoảng trời. Loại kia màu đỏ sậm quang mang, để lộ ra một loại tà ác hắc ám cảm giác, xa như vậy khoảng cách nhìn đều để người phi thường không thoải mái. Xa xa xa, trước khoang thuyền dâu quai nón như một cái dã nhân hồ thống lĩnh đi ra, ánh mắt tại trên người mọi người quét qua trầm giọng nói ra, các người trong đó rất nhiều người đến qua nơi này chấp hành qua nhiệm vụ, cũng có người chưa từng tới. Đơn giản cùng các người giải thích một chút, ám hắc thiên hà bản thân bên trong không phải rất nguy hiểm, bất quá ngốc lâu linh hồn yếu người sẽ bị bên trong tà khí ảnh hưởng, dễ dàng mất lý trí. Bởi vì minh giới sinh vật thích tiềm phục tại bên trong, sở dĩ tính nguy hiểm đề cao rất nhiều, chế chút các người tiến vào về sau, một khi phát hiện chiến hữu con mắt đỏ lên, lập tức đem hắn đánh ngất xỉu mang về. Lần này tiêu diệt toàn bộ thời gian là một ngày, mỗi cái đại đội tự do tiêu diệt toàn bộ, không phải nội chiến, một khi phát hiện giết chết bất luận tội, tao ngộ không thể địch lại tình huống, lập tức báo cáo cùng lui về. Hồ thống lĩnh sau khi nói xong lại quay người trở về trước khoang thuyền, hỗn độn thần thuyền tiếp tục tiến lên, trọn vẹn bay hơn một cái canh giờ đã tới ám hắc thiên hà phụ cận. Giang giật bọn người lúc này mới thấy rõ ràng thiên hà sở dĩ tản mát ra hồng quang là bởi vì toàn bộ thiên hà đều có bởi một đóa đóa hồng vân tạo thành, thần thức ở bên trong rõ ràng nhận lấy áp chế. Ông, 10 chiếc hỗn độn thần thuyền mở ra đại môn, đại quân nối đuôi nhau mà ra phóng đi hồng vân bên trong, giang Dật phung tay lên dẫn đầu hơn 90 người bay xuống hỗn độn thần thuyền hướng đỏ vân phi đi. Viên trận, trương đại niên mở đường, giang giật đứng tại trong đại quân hạ lệnh, hơn 90 người lập tức làm thành một vòng tròn. Tám cái phong hào thần đế sừng sướng tại bát phương, trương đại niên tại phía trước nhất mở đường dầm 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 chi chi khặc khặc còn không có tiến vào hồng vân bên trong tựu truyền đến từng đạo tiếng nổ còn có minh giới sinh vật tiếng quái khiếu vừa tiến vào hồng vân bên trong một cỗ nhàn nhạt, nhạt khói đen bao phủ vào đây giang giật thần thức quét một lần quát lạnh nói là minh khí các ngươi đừng quản những này minh khí hết thảy có ta công kích chém giết minh giới sinh vật nghe được hết thảy có ta bốn chữ này giang giật cái này đại đội người toàn bộ tinh thần đại chấn. Giang giật có thể trong nháy mắt tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí, cái này cho mọi người một cái tuyệt đối an toàn bảo hộ, bọn hắn hoàn toàn không cần cố kỵ minh khí, toàn lực xuất thủ chém giết minh giới sinh vật là đủ. Lập tức đại quân hướng phía trước nhanh chóng hướng về đi, phía trước trương đại niên đã dò xét đến một đóa hồng vân bên trong ẩn núp mấy cái minh giới sinh vật, hắn ngang nhiên xuất thủ, phía sau quân sĩ đi theo liên tục không ngừng xuất thủ. Ừm, minh giới sinh vật cũng không tính cao cấp, giang giật tại Đảng ma quân chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, những này minh giới sinh vật biết hết, thực lực đều không có đạt tới minh tướng tình trạng, phi vũ trong quân quân sĩ ít nhất đều là thần đế, chém giết không cần tốn nhiều sức. Biến trận, mũi tên trận hình, trường đại niên các người công kích, người phía sau thu thập thi thể. Giang giật quan sát một trận, quả quyết hạ lệnh, khó trách vân băng cùng hai cái đại thống lĩnh đều chưa từng có đến, nhiệm vụ này quá đơn giản. Nơi này tối cường hẳn là chỉ có minh tướng A bằng vào trương đại niên bọn người nhẹ nhõm có thể chém giết hai bên trái phải khắp nơi truyền đến khai chiến âm thanh, các đại đội hẳn là đều đang nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ minh giới sinh vật, tranh đoạt chiến công. Giang giật bên này là lần thứ nhất xuất chiến, tất cả mọi người bính kình toàn lực, không muốn để cho người coi thường. Khắc khắc, xâm nhập mấy ngàn dặm về sau, phía trước xuất hiện sáu cái cao lớn hải cốt cự nhân. Lần thứ nhất xuất hiện minh tướng, mà lại một lần xuất hiện sáu cái, trương đại niên các loại chờ tám tên phong hào thần đế cũng không để ý, còn lại thần đế sắc mặt thì có chút ngưng trọng, Ông, giang giật trong đầu từng cái chữ tiểu triện ký tự bay ra, đột nhiên hướng phía trước hải cốt cự nhân đánh tới, bị đánh trúng sau hải cốt cự nhân khí tức lập tức biến yếu, trương đại niên bọn người con người sáng lên, toàn lực xuất thủ phối hợp giang giật. Minh tướng rất mạnh, bất quá phong hào thần đế đều có thể miễn cưỡng ứng phó, chứ nói chi là trương đại niên tám người còn không phải phổ thông phong hào thần đế, yếu nhất nhưng so sánh tiêu hoàng, tại giang giật phối hợp phía dưới sáu cái hài cốt cự nhân nhẹ nhõm bị diệt sát. hưu Giang giật khống chế chứ tiểu triện ký tự tại trương đại niên bọn người trên đầu bay qua, đem mọi người trong đầu minh khí tịnh hóa kiểu làm sạch. Mọi người quân tâm đại thịnh, binh là đem can đảm, chính là binh hồn, có một cái cường đại chủ soái có thể làm cho đại quân có lực ngưng tụ, chiến lực tăng gấp bội. Một đường tiến lên, một đường tiêu diệt toàn bộ, mọi người rất nhanh phát hiện một điểm, cái này ám hắc thiên hà bên trong tà khí giang giật lại cũng có thể tịnh hóa kiểu làm sạch. Ở bên trong chờ đợi mấy canh giờ, mọi người không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì tiêu diệt toàn bộ 4 năm cái canh giờ về sau, mọi người đã xâm nhập ám hắc thiên hà chỗ sâu, minh giới sinh vật càng ngày càng nhiều, hai bên không có nghe được quân đội khai chiến tiếng, giang giật để đại quân ngừng tiến lên, liền tại phụ cận tiêu diệt toàn bộ. Loại này chiến đấu rất buồn tẻ, rất mệt mỏi, qua hạ giới mấy ngày thời gian, giang giật bắt đầu chia tổ, thay phiên khai chiến. Một số người bị hắn chứa vào không gian thần khí nội tu nghỉ ngơi, hắn một mực không có động thủ, liền giúp mọi người tịnh hóa kiểu làm sạch, tà khí cùng minh khí, ngược lại là cũng không phiền hà. Vân băng nói nơi này ẩn núp mấy trăm vạn minh giới sinh vật, giang giật lại không cho đưa không. Tại thời gian trôi qua hơn phân nửa ngày sau, bọn hắn gần trăm người tiêu diệt toàn bộ minh giới sinh vật đều có trăm vạn trở lên, chờ một ngày thời gian sau đoán chừng tiêu diệt toàn bộ số lượng đem đạt tới hai trăm vạn. Đi, trở về, một ngày thời gian nhanh đến, giang giật quát khẽ, mọi người lập tức hướng về sau mặt bay đi. Bay mấy canh giờ, mọi người thành công bay ra Hồng Vân, để giang giật bọn người mắt trợn tròn chính là kia 10 chiếc hỗn độn thần thuyền không ngờ kinh lên đường, giờ phút này đều tại ngoài mấy trăm dặm, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy 10 cái chấm đen nhỏ. Tình huống như thế nào? Giang giật bọn người hai mặt nhìn nhau, đại bộ đội thế mà không chờ bọn họ liền trở về, chẳng lẽ muốn vứt bỏ bọn hắn, để bọn hắn trong hư không chậm rãi bay trở về sao? À các ngươi còn sống, một đạo cường đại thần thức quét tới, Hồ thống lĩnh thanh âm vang lên, các ngươi nguyên một thiên đều chưa hề đi ra, ta nghĩ đến đám các ngươi đều tử trận. Ân, các ngươi lại ám hắc thiên hà bên trong ở lại dòng rã một ngày các ngươi không bị tà khí ảnh hưởng sao? Chương 1679, độc chiếm vị trí đầu. Tà khí ảnh hưởng, rất nhiều người một mặt mờ mịt, kia tà khí rất lợi hại phải không bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm ảnh hưởng a, à, đừng nói ở bên trong ngốc một ngày, coi như ngây ngốc mấy năm đều không sao chứ? Giang vô danh, mọi người rất nhanh tỉnh ngộ lại, xem ra là Giang giật những cái kia kỳ quái ký tự, trong lúc vô hình giúp bọn hắn tiêu trừ tà khí ảnh hưởng. Bên kia một chiếc hỗn độn thần chu ngừng lại, Giang giật phung tay lên nói, đi. Mọi người bay đi, mặc dù bay trở về đoán chừng vấn đề cũng không lớn, nhưng quá mệt mỏi, giống như tao mộ minh giới đại quân sợ là mọi người muốn lưu tại trong hư không. Hiu hiu hiu, từng người bay vụt tiến vào hỗn độn thần chu bên trong, người ở bên trong như xem quái vật nhìn xem mọi người. Hồ thống lĩnh ngay tại sau khoang thuyền chờ lấy, Giang giật khoát tay để mọi người tìm địa phương an tọa hắn trực tiếp đi qua cho hồ thống lĩnh hành lễ nói, thống lĩnh đại nhân. Trở về liền tốt, lần sau nhớ rõ trước thời gian ta. Hồ thống lĩnh thật sâu nhìn Giang giật vài lần, cũng không hỏi quá nhiều, lạnh lùng trở về trước khoang thuyền. Giang giật coi thường phụ cận rất nhiều ánh mắt quái dị, trở lại mọi người trong đám ngồi xếp bằng vừa mới ngồi xuống một đạo truyền âm liền đến, Giang đội trưởng, các ngươi thế mà ở bên trong ở lại cả ngày ở trong đó tà khí như thế hung tàn chúng ta nhiều nhất dám ở bên trong liên tục đợi tiểu nửa ngày nhất định phải ra thanh lý tà khí các ngươi là thế nào làm được còn có các ngươi lại một người không chết truyền âm chính là một cái đại đội trưởng người này một ngày trước vẫn yêu để ý tới hay không hôm nay đột nhiên ngữ khí chuyển biến lớn cố ý truyền âm cho giang giật giang giật không thèm để ý loại người này tùy ý truyền âm qua nói ta có thủ hạ có một kiện bảo vật có thể ngăn cản tà khí xâm lấn, không người chết là vận khí tốt đi. Giang đội trưởng, rất nhanh lại có một chút đại đội trưởng truyền âm tới, Giang giật thần thức quét qua, phát hiện bọn hắn đại đội bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều đã chết một số người. Có chết một hai cái, có chết bảy tám cái, còn có người giờ phút này còn hôn mê. Hắn lập tức bình thường trở lại, những người này chết đi hẳn là bị tà khí ảnh hưởng tới, hoặc là bị minh khí xâm nhập, cuối cùng bị minh giới sinh vật giết chết. Hắn thuận miệng truyền âm qua loa vài câu, đem công lao đẩy tại Trương Đại Niên trên thân, rất nhiều đại đội trưởng ánh mắt nhìn về phía Trương Đại Niên, làm Trương Đại Niên có chút không hiểu thấu. Mấy cái kia đại đội trưởng gặp Giang Giật cũng không có quá nhiều phản ứng bọn hắn ý tứ, không có tự làm mất mặt riêng phần mình ngồi xếp bằng. Giang Giật tiếp tục tu luyện, bất quá không dám xuất ra thần thụ diệp, cái này đồ vật không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy. Tới thời điểm tâm tình mọi người có chút gấp trương hảo kỳ, hồi trở lại thời điểm đều an giật, toàn bộ ngồi xếp bằng tu luyện, một cái bế quan đã đến. Vân băng bọn người còn tại trạm trung chuyển bên trên ngồi xếp bằng chờ đại quân toàn bộ hạ hỗn độn thần chu về sau, nàng mở to mắt nhàn nhạt quét qua, tại giang giật cái này đoàn người trên thân có chút dừng lại một chút, cũng không có quá để ý. Hồi doanh, nàng đứng dậy đi vào truyền tống trận, đại quân bắt đầu có thứ tự truyền tống về đi. Chờ trở lại trong quân doanh, một vài quân sĩ đưa qua từng cái không gian giới chỉ, đem toàn bộ minh giới sinh vật nộp lên, giang giật tự mình đi tỏa thành thứ nhất lâu đài nộp lên thi thể, nhận lấy chiến công. Cái kia thiền điện bên trong rất nhiều đại đội trưởng đều tại, ở trên giao thi thể, giang giật đi tới gây nên một số người chú ý. Những người kia đôi mắt rõ ràng không có thiện ý, giang giật bọn người gia nhập phi vũ quân lúc gây sự tình đã truyền ra, đối với giang giật cái này cuồng đồ trong bọn họ tâm không phục, rất là khó chịu. Giang giật kiên nhẫn chờ đợi, sau gần nửa canh giờ đến phiên hắn, hắn đem tất cả giới chỉ đều đã đánh qua. Phía trên án trên đài ngồi ba người, một cái là đại thống lĩnh, mặt khác hai cái là quản sự chuyên môn ghi chép chiến công, cái này đại thống lĩnh hẳn là đến giám thị. Không gian giới chỉ đều là giải trừ dấu ấn tinh thần, quản sự thần thức nhẹ nhõm dò xét đi vào từng cái liếc nhìn, đem năm sáu cái không gian giới chỉ liếc nhìn mấy lần về sau, tên quản sự kia mở miệng nói, minh tướng 350, minh sứ 196 vạn. Ừ, quản sự thanh âm gây nên rất nhiều người nhao nhao ghé mắt, kia đại thống lĩnh kinh ngạc nhìn lướt qua tới, ngưng âm thanh hỏi, không có tính sai. Giang giật âm thầm cười lạnh, vừa rồi những ngày đại đội trưởng nộp lên thi thể thời điểm, hắn nghe được rõ ràng, nhiều nhất cũng liền mấy chục vạn thi thể, hắn thoáng cái nộp lên gần 200 vạn khẳng định không ai tin tưởng. Cái này đại thống lĩnh đoán chừng không biết bọn hắn nguyên một thiên đều ở bên trong đánh giết, căn bản không có ngừng qua. Khác đại đội nhưng là muốn thỉnh thoảng ra khu trục tà khí, còn không dám tiến vào ám hắc thiên hà chỗ sâu, săn giết minh tướng minh sứ tự nhiên là ít. Không sai, lương đại nhân, Quản sự lại kiểm tra hai lần rất khẳng định gật đầu nói, đại thống lĩnh hướng Giang giật nhìn thoáng qua gật đầu nói, Giang đội trưởng, không tệ, tiếp tục cố gắng. Đa tạ lương đại nhân, Giang giật cung kính hành lễ, nhận lấy chiến công sau tại một đám người kinh dị trong ánh mắt nhanh chân rời đi. Các loại chờ Giang giật rời đi về sau, trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao, dù sao lần này toàn bộ phi vũ quân đều đi, dòng giã 100 cái đại đội, Giang giật đại đội đạt được chiến công là nhiều nhất. Một đội tân binh, vừa mới gia nhập phi vũ quân tự lực áp lão binh giang giật cái này đại đội muốn không nổi danh cũng khó khăn mặc dù nhiệm vụ lần này là phi thường cấp thấp đơn giản hoàn toàn không thể thể hiện sức chiến đấu nhưng rất nhiều đại đội trưởng đồng dạng cảm thấy trên mặt tối tăm âm thầm quyết định lần sau xuất chiến nhất định muốn lực áp giang giật kia đại đội giang giật cũng không quản nhiều như vậy trở lại tòa thành tiếp tục tu luyện đem tất cả mọi chuyện ném cho trương đại niên đi xử lý hắn từ trước thích làm vung tay trưởng quỹ để hắn đi xử lý tạp vụ có thể xử lý không tới. Hơn 200 vạn chiến công một người không chết 100 cái đại đội bên trong độc chiếm vị trí đầu. Vân băng nhận được tin tức về sau, trên mặt lại lộ ra như như hồ ly nụ cười, nàng trầm ngâm một lát, đối lương đại thống lĩnh hạ lệnh đi, gần nhất nhưng có nhiệm vụ gì, tính nguy hiểm cao một chút cái chủng loại kia. Tính nguy hiểm cao, lương thống lĩnh nghĩ nghĩ trả lời, lần trước đi đón nhiệm vụ, giống như có một cái đi minh hà bí cảnh nhiệm vụ, là thất tinh nhiệm vụ, sở dĩ ta tự không có nhận. Nhiệm vụ này chiến công ngược lại là thật nhiều, bất quá chúng ta phi vũ quân sợ là muốn chết 3.000 người trở lên. Tự cái này đi, Vân Băng lạnh lùng nói ra, tiến vào cửu dương quân nào có không chết người không tại lần lượt chiến đấu bên trong tu luyện ra sát khí, bọn hắn cũng không phải là hợp cách cửu dương quân nhân, nghỉ ngơi nửa ngày nhận nhiệm vụ này, bản tướng quân tự mình xuất chiến. Tuân mệnh, lương thống lĩnh nhẹ gật đầu, Vân Băng tại phi vũ quân uy vọng phi thường cao, mệnh lệnh của nàng không người nghi vấn. Mà lại nàng quyết định tự mình xuất chiến, vậy lần này hẳn là tự không chết được nhiều người như vậy. Bất quá không chết nhiều người như vậy, cũng không bao quát giang giật kia đại đội. Tân binh đối với chiến trường chưa quen thuộc, sức chiến đấu cũng tương đối yếu rất nhiều, vừa đến đã trực tiếp bên trên thất tinh nhiệm vụ, lương thống lĩnh ngẫm lại đều có chút phía sau lưng phát lạnh. Cái này trăm người đắc tội vân băng cái này tiểu ma tinh, lần này ra xong nhiệm vụ sợ là có thể trở về không có mấy cái a à. Đương nhiên, lương thống lĩnh cũng không có cảm thấy vân băng làm sai. Chính như nàng nói, gia nhập cửu dương quân nào có không chết người nếu muốn ở cửu dương quân đứng vững cước, vậy thì nhất định phải tại lần lượt nguy hiểm nhiệm vụ bên trong sống sót, cửu dương quân sức chiến đấu toàn bộ thiên giới đệ nhất, cũng không phải là dựa vào thổi phồng lên, mà là dựa vào giết ra tới. Cắt cắt chương 1680, Minh Hà Sơn Mạch những này thần văn là thế nào hình thành ta làm như thế nào tu luyện mới có thể để cho khiếu huyệt xuất hiện thần văn tòa thành bên trong, giang giật cầm trong tay thần thụ diệp, não hải cao tốc vận chuyển, tiến hành các loại thôi diễn, mô phỏng, diễn hóa, xác minh. Hắn đã xác định một sự kiện, những này thần văn liền là cán thi lực lượng cội nguồn. Chỉ có thể hắn có thể tu luyện ra những này thần văn, nhục thể của hắn đem không thể so với cán thi yếu. Cán thi mặc dù tế luyện vạn năm, nhưng cán thi là tử vật, hắn lại là sống, sở dĩ tổng hợp xuống tới chắc chắn sẽ không so cán thi yếu. Nhân thể là một cái tự nhiên đại trận, điểm này sớm đã là công nhận chi lý. Yêu tộc Mỹ Linh cuối cùng đều muốn hóa người, cũng là bởi vì nhân thể là thích hợp nhất tu luyện thể chất, cái này tự nhiên đại trận phù hợp thiên địa trí lý, ấn chứng vũ trụ áo nghĩa. Cái này 108 cái khiếu huyệt, tại giang giật xem ra liền là 108 cái tiểu trận, mà lại là hoàn toàn khác biệt tiểu trận. Tại những này tiểu trận bị kích phát lúc, nhục thể sẽ trở nên phá lệ cường đại, có được kinh khủng lực công kích, lực bộc phát, lực phòng ngự. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, cùng luyện khí không sai biệt lắm, một cái cường đại binh khí, bên trong tất nhiên có các loại cấm chế trận pháp, thông qua những cấm chế này trận pháp dao động, binh khí có thể trở nên càng thêm sắc bén, trở nên cứng cáp hơn, càng thêm nặng nề. Cấm chế trận pháp càng huyền diệu, càng nhiều, binh khí tựu càng cường đại. Nguyên thủy linh bảo, đạo thiên linh bảo, hồng mông linh bảo càng không tầm thường, những bảo vật này là thiên địa dựng dục mà ra, bản thân bên trong tự ẩn chứa thiên địa chí lý áo nghĩa, sở dĩ huy lực mới có thể lớn như vậy. Trên thực tế, trong lịch sử rất nhiều nhân loại cường giả đều tại nếm thử luyện thể, Nghĩ rèn luyện binh khí đồng dạng đem nhục thân rèn luyện đến càng ngày càng cường đại. Hồng Mông trong thế giới có đếm không hết luyện thể chi pháp, rất nhiều cường giả hy vọng đem thân thể của mình luyện chế đến so đạo thiên hồng mông linh bảo càng cường đại, bằng vào nhục thân một quyền liền có thể đánh nát một cái giới diện, xé rách thiên hà. Đáng tiếc, nhân thể nhục thân quá mức huyền diệu, rất nhiều người không chỉ có không có đem nhục thân tu luyện tới loại trình độ kia, cuối cùng ngược lại tự bạo, luyện tàn phế. Trong thân thể tự nhiên đại trận tùy ý đi cải biến rất dễ dàng đem đại trận làm hư, cuối cùng biến thành một tên phế nhân. Không thể nghi ngờ, lực thần tộc tu luyện biện pháp phi thường thành công hoàn mỹ, bởi vì lực thần tộc là nhục thân nhất chủng tộc mạnh mẽ, không có cái thứ hai. Giang giật điều nghiên một đoạn thời gian 108 cái khiếu huyệt về sau, đối lực thần tộc công pháp bội phục đầu dạp xuống đất. Chân chính lực thần tộc luyện thể, bọn hắn lựa chọn biện pháp cũng không phải là đi cải biến nhân thể tự nhiên đại trận, mà là trúc tạo 108 cái tiểu trận, dùng những này tiểu trận đi tăng phúc nhân thể đại trận, đi kích phát nhân thể tiềm năng. Cái này 108 cái tiểu trận hoàn toàn khác biệt, hoàn mỹ phù hợp nhân thể đại trận, cũng không biết lực thần tộc tiền bối là thế nào sáng tạo ra. Tu luyện khiếu huyệt huyền pháp quá thâm ảo, đừng nói sáng tạo, giang giật giờ phút này đối chiếu khiếu huyệt tu luyện đều cảm giác không chỗ bắt đầu. Cái này thần văn thế nhưng là tu luyện tại khiếu huyệt, không có công pháp không có người dạy, làm sao có thể từ không sinh có. Đông đế nói lực thần quyết không là chân chính lực thần quyết, vậy cái này lực thần quyết hẳn là cũng không sai, chỉ là không đủ tất cả mặt, là hậu nhân căn cứ chân chính lực thần quyết diễn hóa ra. Trước tiên ở cẩn thận lĩnh hội hạ lực thần quyết, nhìn xem có thể hay không nắm giữ loại này thần văn cô động chi pháp. Giang giật nghĩ đến một cái mạch suy nghĩ, đem cắn thi thu vào, lấy ra lực thần quyết bắt đầu lặp đi lặp lại nghiên cứu, suy nghĩ, muốn từ trong này tìm tới tu luyện ra thần văn biện pháp. Đáng tiếc, Giang giật cảm giác vẻn vẹn mới tìm hiểu một lát thời gian, bên ngoài cấm chế lại bắt đầu lóng lánh hắn mở to mắt có chút khó chịu hướng đại môn nhìn lại, đánh ra một đạo nguyên lực mở ra cấm chế, lạnh giọng hỏi thì thế nào? Hồi đại nhân, làm nhiệm vụ, tấm hai năm cung kính bẩm báo nói, lại làm nhiệm vụ nhiệm vụ này trở ra có chút nhanh a à. Giang giật bất đắc dĩ đứng dậy, dẫn người hướng ra phía ngoài tập kết mà đi. Bên ngoài đại quân nhanh chóng tập kết, chờ toàn bộ người tập kết về sau, vân băng dẫn người xuất hiện, vẫn như cũ giống như lần trước lạnh lùng nói ra, đi 17 cái truyền tống trận. Đại bộ đội trầm mặc tiến lên, lần này rõ ràng vẫn là đơn độc nhiệm vụ, cũng không có còn lại quân đội tập kết. Mọi người thay phiên tiến vào truyền tống trận truyền tống, lần này xuất hiện địa phương đồng dạng là một trong đó chuyển chạp, mà lại là một cái cự đại trạm trung chuyển, bên trong truyền tống trận ít nhất có hơn ngàn cái, thủ hộ truyền tống trận quân đội đạt tới một ngàn, phong vương cấp có 10 người. Tiến vào bên trái cái thứ sáu truyền tống trận, truyền tống đi minh hà bí cảnh. Vân băng các loại chợt tất cả mọi người truyền tống tới lập tức hạ lệch đại quân bắt đầu thay phiên truyền tống, Vân Băng đột nhiên trong chiều chuyển chạm bên cạnh ngồi xếp bằng một cái lão giả đi đến, chắp tay nói, Băng Nhi gặp qua thất gia gia, gặp qua chư vị tiền bối. Mười cái phong vương cấp cường giả mở to mắt, Vân Băng trước mặt lão giả mỉm cười gật đầu nói, là Băng Nha đầu a, lại làm nhiệm vụ sao cẩn thận chút, người như bị bị thương, gia gia người lại sẽ đau lòng chết. Còn lại phong vương cấp cường giả nhao nhao mở miệng, trong lời nói không tiếc đối Vân Băng yêu thích cùng thưởng thức, Vân băng giống như một cái khôn khéo tiểu nữ hài mỉm cười đứng thẳng lễ phép đáp lại, nào có ban đầu nửa điểm mạnh mẽ. Bên này nhanh chóng truyền tống, vân băng hàn huyên vài câu cáo biệt mấy vị trưởng lão, tiến vào truyền tống trận. Giang giật bọn hắn thì còn tại đằng sau, ánh mắt của hắn quét qua trương đại niên bọn người, thấp giọng hỏi các người có thể siêu tập minh hà bí cảnh tư liệu nhiệm vụ lần này nguy hiểm không? Vô cùng nguy hiểm. Trương Đại Niên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, Minh Hà bí cảnh tại Thiên Hồng giới phụ cận, là một cái phi thường lớn phi thường nổi danh bí cảnh nơi này cũng là cửu dương quân cùng minh giới đại quân tất tranh trận địa không ngừng có minh giới đại quân tiến vào ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện minh vương phân thân thậm chí minh vương minh vương phân thân giang giật hơi biến sắc mặt minh vương phân thân khủng bố cỡ nào giang giật trước kia lĩnh giáo qua một lần địa sát quân chủ đều kém chút bại một khi tao mộ cái này vạn người sợ là đều có đi không trở lại bất quá vân băng đều đi vào giang giật ngẫm lại có chút giải sầu Vân băng thân phận tôn quý không có khả năng lấy chính mình mệnh đem làm trò đùa a à dù sao có Vân băng chịu lấy hắn sợ cái gì? Đi đến phiên giang giật đám người bọn hắn tiến vào truyền tống trận lần này truyền tống vẻn vẹn nửa canh giờ bọn hắn tự xuất hiện một cái cự đại trong sơn cốc sơn cốc này bị cấm chế vần quanh bên trong đồng dạng có mấy cái phong vương cấp chấn thủ đại quân không có tại trong sơn cốc chờ mà là đi ngoài sơn cốc tập kết Vân băng tự đứng ở bên ngoài hiển nhiên là chuẩn bị tự mình xuất chiến. Cái này bí cảnh có ánh sáng, bên trong cũng có linh khí, đáng tiếc quang mang rất ảm đạm, linh khí cũng không nồng đậm. Hưu, Giang giật bọn người nhanh chóng lên núi cốc bên ngoài tập kết, chờ tất cả mọi người ra phía ngoài về sau, vân băng các loại chờ, sắc mặt trang nghiêm bản giao nói, nhiệm vụ lần này đồng dạng là đại đội tự do tiêu diệt toàn bộ minh tộc, nhiệm vụ chỗ cần đến là Minh Hà Sơn Mạch, đem bên trong dãy núi sở hữu minh tộc dọn dẹp sạch sẽ là đủ. Bản tướng quân sẽ đích thân dẫn người bốn phía tuần sát, một khi tao ngộ minh vương phân thân, hoặc là cao cấp minh tướng không thể đối đầu người lập tức phát ra tín hiệu, xuất phát. Đại quân đằng không mà lên bắn thẳng đến phía tây, vân băng tại phía trước mở đường, hai cái đại thống lĩnh ở phía sau đề phòng, toàn bộ người đều như lâm đại địch, đao giáp tại người, hồ thống lĩnh đưa tin cho Giang Giật, Giang Giật phân phó mọi người tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ô ô, vẹn vẹn bay mấy trăm dặm, phía trước một trận âm phong kêu khóc, từng đạo âm thanh khủng bố chuyển đến, Giang Giật thần thức đảo qua đi, phát hiện có mấy trăm minh giới sinh vật đánh tới chấp nhoáng, bất quá đều là cấp thấp nhất minh sứ. Vân băng đều không có xuất thủ, 36 là thân vệ bay đi, bắn ra đầy trời lưu quang, đem từng cái minh sứ chém giết, bởi vì vân băng không có hạ lệch, đại quân đội hình không có chút nào hỗn loạn, tiếp tục hướng phía trước mới bay bắn. Một đường bay đến, một đường đều tại tao ngộ minh sứ, cũng không có tao ngộ cường đại minh tướng cùng minh giới đại quân. Đang phi hành sau mười mấy canh giờ đại quân rốt cục đã tới Minh Hà Sơn Mạch, giang giật bọn người xa xa quét tới, nhao nhao biến sắc, có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. chương 1681, quỷ nhãn thú vương. Cùng hắn nói là một tòa sơn mạch, còn không bằng nói là một tòa ma quật. Bên trong dãy núi ma diễm ngập trời, thật xa liền có thể cảm thụ chặng đường mặt truyền đến đạo đạo băng lãnh, tà ác, hắc ám khí thức, để cho người ta phía sau lưng phát lạnh, dùng mình. Dãy núi phi thường lớn, địa hình rắc rối phức tạp, dãy núi mênh mông, ngàn câu vạn khe, bên trong đen kịt một màu, Ai cũng không biết chỗ nào ẩn núp minh giới sinh vật. Tại trong khói đen thần thức lại nhận áp chế, mà lại thời gian dài ở bên trong đợi dễ dàng bị ma hóa. Một khi bị ma hóa, những này quân sĩ tuyệt đối sẽ lựa chọn tự sát, cũng không nguyện ý trở thành minh giới cho săn, phân tán đi vào, từng bước tiêu diệt toàn bộ, không thể liều lĩnh. Vân băng vung tay lên hạ lệnh, thập đại thống lĩnh phân biệt suốt lĩnh thủ hạ của mình hướng bốn phía bay đi, riêng phần mình đi vào tiến vào một cái khu vực bắt đầu từng cái tiêu diệt toàn bộ. Rầm rầm rầm. Chiến đấu rất mau đánh vang lên, Vân Băng mang theo hai cái đại thống lĩnh cùng 30 thân vệ bốn chu du đi, tùy thời chuẩn bị trợ giúp các đại chiến trường. Thùng tròn trận, Giang giật đi là cẩn thận lộ tuyến, để toàn bộ người vây quanh hắn một vòng tròn, Trương Đại Niên cùng ba cái phong hào chiến thần mở đường. Tả hữu cánh phân biệt một tên phong hào chiến thần, ở giữa giữ lại hai người tùy thời trợ giúp, hắn tỏa trấn tại trong đại quân, chủ trì đại cục. Cái này hơn 90 người đi qua lần trước chiến đấu, rèn luyện đến không sai biệt lắm, đều sẽ phối hợp lẫn nhau. Bởi vì hoàn toàn không cần cố kỵ minh khí, mọi người xuất thủ đều không có nương tay, nhau nhau tế ra sát chiêu, đem phía trước khắc vụ bên trong lao ra minh giới sinh vật từng mảnh từng mảnh tiêu diệt. Thận trọng từng bước, từng bước tiêu diệt toàn bộ, đây là vân băng quyết định sách lược, đại quân chấp hành rất đúng chỗ. Các loại trợ phụ cận minh giới sinh vật bị tiêu diệt toàn bộ, bốn phía hắc vụ hội nhạt một chút, dạng này bị ma hóa tính nguy hiểm hội xuống đến thấp nhất. Bất quá, theo thời gian trôi qua, mọi người càng lúc càng thâm nhập dãy núi, chiến tuyến kéo đến càng ngày càng khai, tăng thêm dãy núi chỗ sâu minh tộc bị hấp dẫn tới, đại quân trận hình rất nhanh liền bị phân biệt cắt đứt, minh giới sinh vật nhiều lắm, các đại đội chỉ có thể từng người tự chiến. Ô ô, minh hà sơn mạch minh giới sinh vật là tại nhiều lắm, dãy núi chỗ sâu tiếng gào thét không ngừng, từng mảnh từng mảnh vào tới. Đến đằng sau, gần như tất cả đại đội đều bị minh giới sinh vật cho bao vây, bất quá ngược lại là còn không có xuất hiện cao cấp minh tướng, phổ thông minh tướng xuất hiện một chút. Tử thương không thể tránh khỏi xuất hiện, minh giới sinh vật nhiều lắm, minh tướng không phải số ít, một số người bị minh khí ảnh hưởng sức chiến đấu hạ xuống, bị chém giết cũng bình thường. Giang giật bên này còn không người chết đi, bất quá có người thụ thương, giang giật thân thể lấp lóe không ngớt, không ngừng dùng chữ tiểu triện ký tự cho thủ hạ thanh lý minh khí, đồng thời phụ trợ trương đại niên bọn người công kích minh tướng. Hưu, thỉnh thoảng có từng sợi thanh phong phúc đến, Giang giật biết rõ là vân băng cùng hồ thống lĩnh bọn người ở tại giò xét. Mạng người quan trọng hắn không dám giấu giếm thực lực, không ngừng dùng chữ tiểu triện ký tự đánh ra phụ trợ chiến đấu, dù sao cái này chữ tiểu triện ký tự người biết thiếu, bị vân băng bọn người giò xét đến cũng không có gọi là. Quả nhiên có có chút tài năng, nơi xa dẫn người tuần sát vân băng giò xét mấy lần, khẽ vuốt cằm, giang giật người bên kia không có bị nửa điểm minh khí ảnh hưởng, sức chiến đấu là toàn thịnh, tiêu diệt toàn bộ tốc độ tại 100 con đại đội bên trong khá cao, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện tử thương mới vừa vặn ra nhập cửu dương quân đây coi như là lần đầu tiên đương nhiên vân băng phi thường tin tưởng cái này đại đội nếu như không có giang giật tuyệt đối không chịu nổi một kích giờ phút này đoán trường tử vong nhân số đã vượt qua một nửa toàn quân triệt thoái phía sau chỉnh đốn sau 10 canh giờ vân băng khẽ kêu tiếng vang triệt khắp nơi đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau giang giật không có chút gì do dự hắn cái này đại đội mặc dù không có người chết nhưng kẻ thụ thương đã đạt tới một nửa, tiếp tục khổ chiến xuống dưới tuyệt đối phải người chết. Đại quân nhanh chóng rút lui dãy núi, 36 thân vệ bay vụt mà đến, tự mình đoạn hậu, để đại quân rút lui. Rời đi dãy núi hơn 10 dặm về sau, đại quân tụ tập cùng một chỗ, giang giật ánh mắt quét qua nhìn thấy mà giật mình, vẻn vẹn 10 canh giờ, một vạn đại quân tử vong nhân số lại vượt qua 500 người, kẻ thụ thương càng là vô số kể, liếc nhìn lại đều là thương binh. a à, giang giật bên này lại không chết một người, đưa tới vô số đại đội trưởng chú ý. Giang giật không để ý tới mọi người, hạ lệnh để đại gia chỉnh đốn chữa thương, chính mình cũng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Sau hai canh giờ, đại quân lần nữa xuất phát, tiếp tục dục huyết phấn chiến. Tiêu diệt toàn bộ sau 10 canh giờ, Vân Băng lần nữa hạ lệnh để đại quân rút về chỉnh đốn, mỗi lần khai chiến lúc Vân Băng hội dẫn người tại phụ cận tuần sát, một khi tao ngộ cao cấp minh tướng nàng sẽ đích thân xuất thủ, dạng này có thể bảo đảm tử vong nhân số thật to giảm xuống. Giang giật mặc dù không có tận mắt qua vân băng xuất thủ chém giết cao cấp minh tướng, nhưng hắn tiếp nhận vân băng một chiêu, biết rõ tiểu nha đầu này lợi hại, có 36 cái thân vệ còn có hai cái phong vương cấp đại thống lĩnh, đối phó cao cấp minh tướng sẽ không quá khó khăn. Cứ như vậy một vòng tiếp lấy một vòng, chiến đấu 10 canh giờ nghỉ ngơi hai canh giờ, tại vòng thứ tư chỉnh đốn lúc, giang giật bên này còn không có xuất hiện thương vong, cái này khiến vân băng bọn người có chút không dám tin. Vòng thứ năm lúc, vân băng lặng lẽ tại giang giật bên này dò xét, cuối cùng nàng phát hiện bên này không người chết nguyên nhân tại có người thụ trọng thương sắp chết lúc giang giật sẽ đem người kia thu nhập không gian thần khí bên trong một lát sau người kia phóng suốt lúc thương thế trên người hắn lại toàn bộ tốt tiểu tử này bảo vật thật nhiều a à, nhanh như vậy thời gian thương thế toàn bộ tốt bảo vật này tại thiên giới đều hiếm thấy a à, chẳng lẽ là hắn tại diệt ma cung nội đạt được trí bảo vân băng ngược lại là không có cướp đoạt giang giật bảo vật suy nghĩ chỉ là có chút hiếu kỳ thôi dù sao giang giật đến đến địa giới nghe nói còn là theo nhân giới phi thăng lên tới, thời gian không đến một năm, có thể có được nhiều như vậy bảo vật, cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bành, trong trầm tư, bên trái đột nhiên sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, một viên đạn tín hiệu phóng lên tận trời ở giữa không trung nổ tung, chiếu sáng nửa bầu trời, tiếp lấy một người thống lĩnh quát lớn tiếng vang lên, quỷ nhãn thú vương toàn quân rút lui. Rút lui, sở hữu thống lĩnh theo ta xuất chiến, vân băng khẽ kêu tiếng vang lên, bốn phía lập tức một mảnh bối rối, đại quân sợ hãi triệt thoái phía sau, bằng nhanh nhất tốc độ lui nhanh. Trương Đại Niên mấy người cũng hoảng sợ lui nhanh, Giang giật nghi ngờ truyền âm nói, Trương Đại Niên, cái này quỷ nhãn thú vương là minh vương sao làm sao các ngươi như vậy sợ hãi. Không phải minh vương, nhưng, phi thường khủng bố, đại nhân mau lui lại đi, phong hào chiến thần tao ngộ hẳn phải chết a. Trương Đại Niên truyền âm nói, Giang giật không có hỏi nhiều lắm đi theo lui lại, bất quá một đạo thanh lãnh truyền âm vang lên ở trong đầu hắn, để bước chân hắn chỉ trệ, giang giật, tới hỗ trợ, giúp chúng ta khu trục minh khí, nếu không những này thống lĩnh toàn bộ muốn chết đi. Dựa vào, giang giật vốn không muốn đi để ý tới, nhưng vân băng hạ lệnh, hắn trừ phi không muốn tại cửu dương quân chờ đợi, nếu không làm sao có thể vi phạm quân lệnh hắn quát khẽ một tiếng, trương đại niên, ta đi qua nhìn một chút, lúc ta không có ở đây, người thống lĩnh đại đội. hưu, giang giật hướng trái trước mới bay đi. Trương Đại Niên bọn người hướng bóng lưng của hắn nhìn một cái, toàn bộ sắc mặt động dung. Bọn hắn không biết Giang giật nhận được mệnh lệnh, cho là hắn chủ động đi hỗ trợ, trong lúc nhất thời cảm giác Giang giật bóng lưng đặc biệt cao đại vĩ bờ. chương 1682, nhìn xem Giang giật chết không có. Minh giới tồn tại không biết bao nhiêu năm, dựng dục vô số minh giới sinh vật, những sinh vật này tương hỗ tàn sát thôn vệ mà tiến hóa, biến dị tiến hóa, ra đời rất nhiều kinh khủng tồn tại. Minh đế thủ hạ có 36 minh vương, đây là bên ngoài vị trí, chân chính Minh Vương khẳng định không chỉ số này. Minh Vương phía dưới là Minh Tướng, Minh Tướng thực lực có phân chia mạnh yếu, tỷ như hài cốt cự nhân liền là cao cấp Minh Tướng. Còn có một loại tồn tại, thực lực xen vào Minh Vương cùng cao cấp Minh Tướng bên trong, đương nhiên cùng Minh Vương vẫn là không có cách nào so. Loại này tồn tại nhân loại đã biết có 12 loại, quỷ nhãn thú vương liền là trong đó một loại. Quỷ nhãn thú vương tên như ý nghĩa, con mắt là kinh khủng nhất, Giang giật đang phi xạ mà đến xem đến phía trước trong hắc phụ một đôi lam u sắc cự nhãn lúc, cả người đều run rẩy. Kia là một đôi dạng gì con mắt a, hung lệ, tà ác, thị huyết, tàn bạo, băng hàn, các loại khí tức theo con mắt này bên trong truyền ra. Giang giật giờ khắc này cảm giác biến thành một cái con cừu non, đôi mắt này liền là một đầu cự long đôi mắt, hắn toàn thân lỗ chân lông mở rộng, phát lạnh khí theo lòng bàn chân toát ra, nối thẳng đỉnh đầu. Vù vù, quỷ nhãn thú vương không nhìn thấy thân thể, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc vụ, cặp mắt kia tại hắc vụ bên trong phiêu hốt su tẩu. Vân băng bọn người tản ra vây quanh hắc vụ, không ngừng bắn ra lưu quang công kích đôi mắt này, nhưng này con mắt tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách đánh chúng. Hưu, trong cặp mắt kia bắn ra một đạo lam u sắc quang mang, nương theo lấy quang mang bắn ra còn có một đoàn hắc vụ, quang mang này đánh chúng vào một tên thống lĩnh người kia lập tức ngất đi, đập xuống xuống dưới. Còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian cứu người. Vân băng nhìn thấy giang giật không nhúc nhích, lập tức gầm thét. Giang giật bừng tỉnh thân thể bay vụt mà xuống, hướng tên kia bị đánh choáng váng thống lĩnh bay đi. Chỉ là hắn còn không có tới gần, nơi xa lại có một người thống lĩnh giáng xuống, cái này lam u sắc quang mang tốc độ quá nhanh, thống lĩnh không có đạt tới phong vương cấp, chỉ là cùng thân vệ một cái cấp bậc, căn bản tránh né không ra. Ông, Giang giật lặng yên phóng thích chữ tiểu triện ký tự thông qua bàn tay tràn vào cái này thống lĩnh trong thân thể, tại linh hồn hắn bên trong dạo qua một vòng, hắn kinh dị phát hiện cái này thống lĩnh không chỉ linh hồn đã trải qua rồi bị ma hóa, linh hồn thể còn đã nứt ra, rõ ràng bị thương nặng, không biết có thể hay không tỉnh lại. Được rồi, cứu người cứu đến cùng, được Phật bên trên Tây Thiên. Giang giật cắn Giang lặng yên lấy ra thần thụ diệp thiên lực quán chú giúp người này linh hồn chữa thương, chờ linh hồn hắn khép lại, Giang giật trực tiếp đem hắn thu nhập không gian thần khí bên trong, hướng xuống một người bay đi. Linh hồn mặc dù khôi phục, nhưng linh hồn là một người căn bản, cái này thống lĩnh có thể hay không tỉnh táo lại tự nhìn hắn vận khí có khả năng đời này vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ trong thân thể của hắn thiên phong giáp quang mang có chút lóe lên vì thời chuẩn bị hộ chủ cái này quỷ nhãn thú vương công kích quá nhanh như công kích hắn khẳng định tránh né không ra cũng may thân thể của hắn khí tức không mạnh ở phía dưới điệu thấp hành tẩu trên không quỷ nhãn thú vương căn bản không có chú ý hắn cứ như vậy một chút thời gian bầu trời lại có hai cái thống lĩnh còn có một cái thân vệ bị đánh rơi xuống tới liền hồ thống lĩnh đều trúng chiêu, nhưng vân băng bọn người lại một lần đều không có đánh trúng quỷ nhãn thú vương. Giang giật nhanh chóng cứu chữa thương binh, đem tất cả mọi người minh khí tịnh hóa kiểu làm sạch sẽ giúp bọn hắn linh hồn chữa thương, cuối cùng đều ném vào không gian thần khí bên trong. Những người này toàn bộ chìm vào giấc ngủ, ai cũng không biết có thể hay không tỉnh lại. Uống, vân băng nhìn thấy lại có hai người bị đánh rơi xuống dưới nổi giận, trong tay xuất hiện một chiếc gương, hướng không trung ném mạnh mà đi, tấm gương lớn lên theo gió, biến thành trăm trượng đại, ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Trên gương quang mang lấp lánh, bắn ra từng sợi kim quang, đem phía dưới chiếu lên sáng như tuyết, đoàn hắc vụ kia bị kim quang vừa chiếu nhanh chóng tan rã, tấm gương này lại có phá ma công năng. Thánh quang kính, rất nhiều thân vệ nhìn thấy tấm gương này sau nhao nhao tinh thần đại chấn, bất quá có mười mấy người nhanh chóng hướng Vân Băng tới gần, ngăn tại Vân Băng phía trước, bởi vì nàng giờ phút này hai tay không ngừng kết ấn bắn ra lưu quang không có vào tấm gương, hiển nhiên tại không chế từ xa cái này thánh quang tấm gương. Ô ô, hắc quang bên trong cặp mắt kia hiện lên vẻ tức giận, mắt to bên trong liên miên không dứt bắn ra đạo đạo lam u sắc quang mang, trực kích vân băng phương hướng, đồng thời hắc vụ nhanh chóng du tẩu, muốn trốn tránh thánh quang chiếu rọi. Phanh phanh phanh, mỗi lần một đạo lam u sắc quang mang đều có thể đem một cái thân vệ đập xuống xuống dưới, nhìn thấy ba, bốn người đập xuống xuống dưới về sau, vân băng cuống lên khẽ kêu, đều tản ra, ta có linh hồn trí bảo, cái này quỷ nhãn thú vương không giết chết được ta. Nàng điên cuồng kết ấn, không ngừng hướng trên không trung đánh ra đạo đạo lưu quang, tấm gương kia tả hữu chuyển động, mặc kệ hắc vụ hướng bên nào bay quang mang đều có thể bao phủ, hắc vụ càng ngày càng nhỏ, chỉ là ngắn như vậy thời gian tự rút nhỏ gần nửa. Ô ô, hắc vụ càng nhỏ, con mắt di động không gian lại càng nhỏ, cái này quỷ nhãn thú vương đoán chừng cũng sợ hãi, điên cuồng bắn ra lam u sắc quang mang, chỉ là mấy cái trong chớp mắt thời gian lại có 7, 8 người bị đánh rơi xuống dưới, Vân Băng lần nữa giống giận, toàn bộ lăn đi, đi công kích quỷ nhãn. Vân Băng nổi giận, những cái kia thân vệ cùng thống lĩnh chỉ có thể hướng Hắc vụ phóng đi, đem đầy trời lưu quang đánh vào trong Hắc vụ. Lần này Hắc vụ nhỏ rất nhiều, có một người công kích thế mà thành công đánh vào một con mắt bên trong, để quỷ nhãn thú vương phát ra một đạo kêu thảm. Hưu, hai đạo lam u sắc quang mang bắn nhanh mà đến, nhẹ nhõm chui vào Vân Băng trong thân thể thân thể nàng khẽ run lên, thế mà không có rớt xuống, bất quá sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Dựa vào, Giang giật thần thức giò xét đạo Vân Băng thân thể mềm mại đang run rẩy, thầm kêu không ổn, Vân Băng có thể đỡ nổi một lần lam u sắc quang mang, nàng có thể đỡ nổi mấy lần công kích. Như Vân Băng đã thương nặng, bọn hắn đám người này còn có thể trốn sao coi như có thể trốn, dùng cái này quỷ nhãn thú vương tốc độ, một khi đuổi kịp đại quân đoán chừng lại có mảng lớn người bị ma hóa. Liều mạng, Giang giật đem rớt xuống người thu sạch nhập trong không gian giới chỉ, trong thân thể của hắn huyền hoàng chi lực đột nhiên vận chuyển, hai chân tại thạch phong phía trên đột nhiên đạp mạnh, phía dưới một tòa thạch phong bạo liệt, hắn thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng đoàn hắc vụ kia vào tới. Nhục thể của hắn tăng phúc 150 lần, tốc độ quá nhanh, chỉ là một cái nháy mắt thời gian liền dựa vào tới gần đoàn hắc vụ kia, một tên thân vệ kinh hô lên, Giang vô danh trở về, người điên rồi sao ngươi sẽ bị ma hóa. Suy suy, hắc vụ bành trướng mà ra, đem giang giật bao phủ đi vào, giang giật mặt không đổi sắc, căn bản không quản hướng toàn thân hắn thẩm thấu mà vào hắc vụ, trong tay xuất hiện một đoàn dung hợp hỏa diễm, đối phía trước đột nhiên vỗ tới. Hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong còn có một đoàn dung hợp hỏa diễm, cái này hỏa diễm phi thường bá đạo, có thể thiêu chết phong vương cấp. Hỏa diễm là trí cương trí dương đồ vật, có thể thiêu đốt hết thảy âm huế tà ác đồ vật, Giang Giật muốn thử xem cái này hỏa diễm có thể hay không đối quỷ nhãn thú vương có thương tổn. Ô, ô sự thật chứng minh, quyết định của hắn là chính xác. Hỏa diễm vừa ra bốn phía hắc vụ nhanh chóng tan rã, bên trong truyền đến một đạo thống khổ quỷ kêu âm thanh, hai đạo lam u sắc quang mang tựa như tia chớp phóng tới, đánh chúng vào giang giật, giang giật thân thể như giống như diều đứt dây rơi xuống, đập ầm ầm trong sơn cốc. Cái này hỏa diễm, sở hữu thân vệ thống lĩnh hoảng sợ lui lại, kinh khủng nhiệt độ cao để bọn hắn đều cảm giác thân thể bắt đầu cháy rừng rực, cái này hỏa diễm đều có thể thiêu chết Du Thiên Vương, thân vệ mặc dù chiến lực bưu hãn, nhưng nói thế nào đều là phong hào thần đế tự nhiên gánh không được nhanh công kích hai tên phong vương cấp đại thống lĩnh cùng vân băng đôi mắt sáng rõ hắc phụ bị hỏa diễm thiêu đốt hơn phân nửa cái kia quỷ nhãn thú vương bản thể thế mà bị đốt ra cơ hội tốt như vậy các nàng làm sao có thể bỏ lỡ vân băng đột nhiên hướng trên không trung thánh quang cảnh đánh tới phía trên tấm gương quang mang tăng vọt bao phủ quỷ nhãn thú vương để nó càng thêm thống khổ gầm hét lên hai tên phong vương cấp liên nguyên không dứt bắn ra lưu quang Quỷ nhãn thú vương thân thể lập tức một mảnh vết thương chảy ra từng đạo lục sắc thối huyết rầm 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 bốn phương tám hướng phóng tới lưu quang quỷ nhãn thú vương tại bị công kích mấy vòng sau triệt để nổ thành huyết vụ bất quá lại có ba tên thân vệ bị lam u sắc quang mang đánh chúng đập xuống, xuống xuống dưới hô hô tại quỷ nhãn thú vương thân thể nổ tung về sau vân băng như chút được gánh nặng thật dài thở ra mấy hơi thở nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại kinh uống mau đi xem một chút giang giật chết không có. Giang giật, mặc dù rất nhiều người đoán được giang giật thân phận, nhưng vân băng thoáng cái điểm phá, còn lại mười mấy người vẫn là một mảnh ngạc nhiên. Lương thống lĩnh thân thể nhanh chóng bay vụt mà xuống, hắn vừa động một đạo hắc ảnh từ phía dưới một đầu trong hốc núi bay vụt mà lên, âm thanh lạnh lùng nói ta không sao, bất quá ta là giang vô danh, giang giật là ai. Một đám người toàn bộ lật lên bạch nhãn, giang giật khi bọn hắn là kẻ ngu sao. Trường 1683, tá lĩnh. Giang vô danh, không chết cũng nhanh đem bọn hắn cấp cứu. Vân băng trừng mắt mắt dọc, không muốn cùng Giang giật nói nhảm. Nàng mới vừa rồi bị công kích, mặc dù không có đại sự nhưng là linh hồn vẫn là nhận lấy thương thích. Nàng lấy ra một viên linh dược nuốt vào, bên kia Giang giật đã xách theo hai người kia đi lên. Đi ra ngoài trước đi, vân băng phất phất tay, mang theo mọi người hướng ra phía ngoài bay đi. Đại quân đều né ra rất xa, khoảng cách bên này ngàn dặm một cái sơn cốc bên trong ẩn núp, nhìn thấy vân băng bọn người trở về, toàn bộ người như chút được gánh nặng. đại nhân, người không sao chứ? trương đại niên thật xa tổ truyền âm tới, giang giật nhẹ gật đầu truyền âm nói, không có đại sự, thụ một chút vết thương nhỏ. một khắc cuối cùng quỷ nhãn thú vương bắn ra một đạo lam quang, giang giật kém chút không ngăn được, minh khí hắn có thể khu trục, những cái kia lam quang lại là bá đạo công kích linh hồn. nếu không phải hắn trước tiên để thôn thiên thú tiến vào linh hồn bên trong, đem năng lượng màu xanh lam nuốt chửng lấy coi như hắn có chữ tiểu chuyện ký tự ngăn trở đoán chừng cũng phải bị trọng thương. Giang vô danh, những người kia không có vấn đề lớn A. À. Đến Sơn Cốc, Vân Băng để hai tên thân vệ tại phụ cận đề phòng ánh mắt nhìn về phía Giang giật, Giang giật nhún vai một cái nói, linh hồn bên trong minh khí bị khu trục, linh hồn nhận qua khỏi bệnh hợp, bất quá đều chết ngất, có thể hay không tỉnh lại ta cũng không biết. Giang giật đem tất cả mọi người phóng ra, vừa rồi ngắn như vậy thời điểm tự có hơn 20 người bị đánh bất tỉnh. Vân băng thần thức quét tới sắc mặt biến đến ngưng trọng, dò xét mấy lần nàng trong đôi mắt đằng đằng sát khí nói ra, lần này dò xét nơi này trinh sát đều nên giết, liền bên trong ẩn núp một cái quỷ nhãn thú vương thế mà đều dò xét không đến, tất cả đều là phế vật. Giang giật nhếch miệng không có nói tiếp, lần này thật là trinh sát nghiêm trọng thất trách, như lần này không phải quỷ nhãn thú vương mà là một cái minh vương đâu bọn hắn tuyệt đối toàn quân bị diệt, tình báo sai lầm rất dễ dàng hại chết rất nhiều người. Mười cái thống lĩnh có tám cái đều mất đi, còn lại hai cái thống lĩnh lòng vẫn còn sợ hãi quét nằm trên đất hai mươi mấy người lương thống lĩnh thần thức quét tới khẽ lắc đầu nói bọn hắn linh hồn đều từng bị trọng thương nếu không phải giang vô danh sợ là toàn bộ đều đã chết có thể hay không đi tỉnh táo lại tự xem thiên ý linh hồn là người căn bản linh hồn bên trong bất kỳ địa phương nào xảy ra vấn đề nhẹ thì hội mất đi ký ức hoặc là biến thành ngớ ngẩn nặng đời này vĩnh viễn ngủ say phi vũ quân mười cái thống lĩnh giờ phút này tựu đã hôn mê tám cái còn có 10 cái thân vệ đó cũng đều là vân gia người, rất có có thể non những người này đều không thể thanh tình, vân băng không giận mới là lạ chứ. Tướng quân, đợi một hồi, lương thống lĩnh nhìn qua vân băng nói ra, đều đã dạng này, không bằng chúng ta trở về đi những người này cần lập tức trở về đi cứu trị, nhìn xem có thể hay không để bọn hắn tỉnh táo lại, nhiệm vụ lần này coi như xong đi. Quên đi, vân băng trợn mắt nhìn nói, đều thi hành một nửa, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ lương thống lĩnh người mang theo những người này trở về cứu chữa những người còn lại chỉnh đốn ba canh giờ theo bản tướng quân xuất chiến. Mấy tên thân vệ rất là im lặng, bất quá cũng nằm trong dự liệu, nhà bọn hắn tiểu thư này chính là tính tình này, để nàng từ bỏ nhiệm vụ căn bản không có khả năng, nàng tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ thế nhưng là không có một cái nào thất bại qua. Giang dập nhìn lướt qua đại quân phát hiện sĩ khí xa sút nhưng vân băng nhất định phải chấp hành nhiệm vụ ai cũng ngăn không được, nàng là tướng quân nàng định đoạt. Lương thống lĩnh mang theo mấy người đem những cái kia hôn mê thống lĩnh toàn bộ mang về, đại quân nghỉ ngơi sau 3 canh giờ, Vân Băng xuất lĩnh đại quân lần nữa hướng Minh Hà Sơn mạch phóng đi. Lần này không tiếp tục từng người tự chiến, Vân Băng đem đại quân tập kết cùng một chỗ, thành mũi tên trận hình đâm xuyên mà đi. Nàng tỏa trấn trung quân, để một cái khác phong vương cấp đại thống lĩnh tự mình mở đường, sau đó các đại đội trưởng chỉ huy thủ hạ khai chiến. Giang vô danh, người không cần đi quản các người đại đội, tìm người trông coi, người cùng ta cùng đi. Giang giật vừa định mang theo đại đội mình tiêu diệt toàn bộ minh tộc, vân băng truyền âm vang lên. Giang giật chỉ có thể bất đắc dĩ để Trương Đại nhiên thống lĩnh, chính mình đi vân băng bên người, đi theo nàng tuần sát bốn phía. Dầm dầm dầm, chiến đấu rất nhanh bắt đầu, một cái khác phong vương cấp tự mình xuất thủ, thân vệ đều phái đi ra, tiêu diệt toàn bộ tốc độ thoáng cái tăng tốc, mà lại thành viên tụ tập cùng một chỗ, phổ thông minh độc một lần gặp tự bị giết. Thu phong tảo lạc diệp, đến đằng sau tao mộ cao cấp minh tướng, vân băng tự thân lên tràng xuất thủ để sĩ khí tăng nhiều, Giang giật tại vân băng mệnh lệnh dưới giúp những cái kia thân vệ cùng đại thống lĩnh thống lĩnh bọn người thanh lý minh khí, bọn hắn chiến đấu tại tuyến đầu, tiếp nhận minh khí quan trọng nhất. Lần này rất thuận lợi, không còn có tao ngộ cường đại minh tộc, chiến đấu 10 cái canh giờ, vân băng hạ lệnh rút khỏi minh hà sơn mạch chỉnh đốn. Đi giúp những cái kia minh khí trọng người khu trục thoáng cái. Vừa mới nghĩ nghỉ ngơi, giang giật trong đầu lại vang lên một thanh âm, giang giật mắt trợn trắng lên truyền âm nói, tướng quân đại nhân, ta là đại đội trưởng không phải đại thống lĩnh, những người kia cũng không về ta quản. Hắn cũng không phải, giúp nhiều người như vậy thanh lý minh khí, chính hắn muốn mệt mỏi gần chết, hắn cũng không phải phi vũ quân quân y vũ em. Hắn tại phi vũ quân duy nhất có lòng cảm mến liền là bọn hắn một cái đại đội, những người còn lại chết sống hắn cũng mặc kệ. Vân băng nổi giận, trừng mắt mắt to truyền âm nói, người có đi hay không? Không đi, Giang giật tính khí tới, lạnh giọng truyền âm nói, giết ta cũng không đi. Vân băng trợn mắt trừng mắt Giang giật, giang giật thì chừng mắt ngược lấy nàng hai người tựa như hai cái lông bầm dựng thẳng lên như sư tử đem phụ cận quân sĩ hù dọa rất nhiều người an vì tại giữa hai người giờ phút này một cử động nhỏ cũng không dám liền thở mạnh cũng không dám nghiêu trương đại niên bọn người lặng yên giơ ngón tay cái lên mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng giang giật dám dạng này cùng vân băng đối mặt toàn bộ phi vũ quân độc nhất người a hai người trọn vẹn nhìn nhau thời gian một nén nhang vân băng đột nhiên khóe miệng u u cười một tiếng Truyền âm nói tốt, tốt, bản tướng quân bổ nhiệm ngươi làm Phi Vũ quân tá lĩnh, phụ trách giám thị toàn quân. Phi Vũ quân đều về ngươi quản, có thể xuất thủ a lại không xuất động cái kia chính là vi phạm quân lệnh, bản tướng quân có quyền chém giết ngươi. Giám thị toàn quân, giang giật trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn từng tại Hỏa Phượng quân đảm nhiệm giám quân, tới Phi Vũ quân lại bị bổ nhiệm một cái cùng giám quân tương tự chức vụ. Không đúng, giang giật đôi mắt đột nhiên sáng lên, đã hắn đều là tá nhận, có thể giám thị toàn quân kia chức vị hẳn là có thể cùng đại thống lĩnh sánh vai đi. Đây không phải là đại biểu hắn có thể tự do xuất nhập cửu dương quân doanh, tùy thời có thể dùng rời đi. Một khi gia nhập cửu dương quân, bất mãn 10 năm thế nhưng là không thể rời khỏi cùng rời đi a à. Giang giật đợi không được 10 năm, hắn nghĩ nghĩ truyền âm nói, khu trục minh khí có thể, bất quá cái này tá lĩnh cùng đại thống lĩnh là đồng cấp sao. Hắc hắc, vân băng cười lạnh hai tiếng, truyền âm nói, người ngược lại là nghĩ hay thật a à, người mới gia nhập phi vũ quân mấy ngày, liền muốn cùng đại thống lĩnh bình khởi bình tỏa không có chiến công ngươi cái này tá lĩnh liền là hư chức ngươi tiếp tục lĩnh đại đội trưởng bồng lộc từ từ tích lũy chiến công đi chờ ngươi ngày nào chiến công đủ rồi liền là chân chính tá nhận xem như ngươi lợi hại giang giật cắn răng đây là hợp lý quân lệnh coi như nháo đến quân pháp chỗ vân băng cũng để ý tới quan hơn một cấp đè chết người giang giật chỉ có cắn răng đứng dậy hướng những cái kia bị minh khí xâm nhập nghiêm trọng quân sĩ đi đến từng cái cho bọn hắn tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí chương 1684, thôn thiên thú hình thái cuối cùng. Có giang giật xuất thủ, khu trục minh khí quá nhanh, hắn thân thể như nhẹ hồng tại rất nhiều quân sĩ bên người đi qua, đại thủ nhẹ nhàng vỗ, một cái chữ tiểu triện ký tự theo trong tay hắn bắn ra tại bọn linh hồn bên trong nhất chuyển, minh khí tự toàn bộ bị tịnh hóa kiểu làm sạch. Ách, mặc dù bọn đều thu được đại đội trưởng mệnh lệnh, nói có người giúp bọn hắn khu trục minh khí, để bọn hắn khác đừng kinh dị. Nhưng rất nhiều người hay là một mảnh ngạc nhiên, còn có mấy cái đều kém chút chịu không được muốn bị ma hóa, chính đau khổ chống đỡ lấy, không nghĩ tới giang giật thoáng qua một cái minh khí tự biến mất. Quân sĩ có gần vạn, vừa rồi tiến công quá mãnh liệt, có hơn phân nửa người đều thật nghiêm trọng. Giang giật chuyển thời gian một nén nhang, mới dọn dẹp mấy trăm người, hắn thân thể dừng lại lông mày một đám, nghĩ nghĩ trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ, hắn thần thức quét vào đi quát khẽ nói tiểu mãnh ra. Ông, một cái ám kim sắc tiểu thú bay ra, tiểu mãnh nháy nháy mắt truyền âm nói đại mãnh liệt gọi ta làm gì a à? những người kia linh hồn bên trong có một chút minh khí người giúp ta đi đem minh khí nuốt trừng giang giật truyền âm qua tiểu thú chỉ là nguyên thủy linh bảo linh thú cũng không tính quá chân quý chí bảo phân băng bọn người chướng mắt người bình thường hắn cũng không sợ đoạt hưu thôn thiên thú hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang hướng phía trước mới bay đi trực tiếp bắn vào một người đầu người kia biến sắc bản năng muốn công kích giang giật vội vàng quát lạnh nói đừng nhúc nhích ta cái này tiểu thú giúp ngươi thanh lý minh khí sẽ không tổn thương ngươi người kia do dự một chút cuối cùng không có phản kháng tiểu thú hóa thành lưu quang ở bên trong chuyển thoáng cái theo hắn nghi tâm bắn ra hướng xuống một người bay đi thôn thiên thú nuốt phệ minh khí rất lợi hại năm đó ở hắc tuyết hải cái kia minh vương phân thân minh khí liền là bị nó thôn phệ không phải khi đó giang giật liền chết a à, minh khí thật không còn người đầu tiên ngạc nhiên cảm khái những người còn lại quét hắn vài lần nhau nhau an tâm để tiểu thú đi vào linh hồn của mình Tại mấy người đều bị dọn dẹp minh khí không có bất cứ vấn đề gì về sau, đại quân an định lại, xem giang giật ánh mắt có chút khác biệt. Vân băng xem giang giật ánh mắt lần nữa có chút biến ảo, nàng nhếch miệng truyền âm tới nói, giang tá lĩnh, ngươi chẳng lẽ là một vị nào đó đại lão con riêng ngươi bảo vật làm sao nhiều như vậy liền phi thường hiếm thấy thôn thiên thú đều có. Phi, giang giật khó chịu truyền âm qua nói, vân tướng quân, ngươi có thể vũ nhục ta người, nhưng khác đừng vũ nhục cha mẹ của ta. Ta vận khí tốt, đi đến cái nào đều có thể nhặt được trí bảo, không được sao. Giang giật kỳ thật muốn nói, trong tay hắn còn có một cái thiên đế thần binh đâu, lấy ra liên vân băng ra ra đoán chừng đều muốn quỳ xuống, một cái nho nhỏ thôn thiên thu tính là gì. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám lấy ra hỏa long kiếm. Vừa rồi lấy ra hỏa linh châu đều vô cùng cẩn thận, một mực dấu ở trong tay áo, sử dụng huyết tựu thu hồi đi. Có thôn thiên thú hỗ trợ giang giật nhẹ nhõm nhiều lắm, thôn thiên thú so với hắn tốc độ nhanh hơn, hao tốn mấy nén hương thời gian trên người mọi người minh khí đều bị thôn phệ. Đi, nghỉ ngơi một canh giờ, vân băng xuất lĩnh đại quân tiếp tục hướng Minh Hà Sơn mạch phóng đi. Lần này Giang Giật đồng dạng tại bên người nàng, tại vân băng cường ngạnh mệnh lệnh dưới, Giang Giật chỉ có thể khống chế tiểu thú không ngừng bay đi, giúp những cái kia công kích ở tiền tuyến võ giả thanh lý minh khí. Dọn dẹp một trận, tiểu thú lại không làm, nó bay vụt mà nhìn lại lấy Giang Giật truyền âm nói, đại mãnh liệt ta đói, không có ăn ngon, ta cũng không giúp ngươi làm việc. Giang giật cường đại hỏa diễm không nhiều lắm, chỉ còn lại hai đoàn, không có khả năng cho tiểu thú ăn. Hắn con ngươi nhất chuyển ánh mắt nhìn về phía vân băng nói, vân tướng quân, ngươi nhưng có hắc phố thạch, kim lô thạch, thiên kỳ tốn. Không có, vân băng nhìn lướt qua hỏi, ngươi muốn những này làm gì? Giang giật chỉ vào tiểu thú nói ra, ta cái này tiểu thú cần ăn, không ăn uống nó không làm được sống. Người hỏi một chút đại gia ai có cái này ba loại đồ vật ta xuất thần nguyên mua, Vân băng truyền mấy cái mệnh lệnh xuống dưới, rất nhanh truyền khắp toàn quân, một lát sau thế mà thu thập đi lên hơn 30 hắc phố thạch cùng 18 gốc thiên kỳ tốn, bất quá kim lô thạch lại không người có. Chi chi, tiểu thú hưng phấn kêu to lên, giang giật mất đi một cái hắc phố thạch cùng một gốc thiên kỳ tốn đi qua, tiểu thú từng ngụm từng ngụm nuốt, chờ nó sau khi ăn xong giang giật cười mắng tiểu xúc sinh, còn không đi làm sống. Chi chi, tiểu thú trên không trung lượn quanh một vòng, hóa thành một đạo hồng quang hướng phía trước mới bay đi, từng cái cho tất cả mọi người thôn vệ trong đầu minh khí. Giang giật ánh mắt nhìn về phía vân băng hỏi, cần bao nhiêu thần nguyên? Không cần, bọn hắn nghe nói là cho ngươi cái này tiểu thú ăn, miễn phí đưa ngươi. Vân băng liếc mấy cái hóa thành một đạo lưu quang bay tới bay lui tiểu thú, nghiêm mặt nói ra, Giang tá lính, cái này thôn thiên thú ngươi phải thật tốt bồi dưỡng, nghe nói thôn thiên thú có thể tiến dài ba lần, giống như có thể tiến dài đến hình thái cuối cùng, thực lực không kém gì phong đế cấp cường giả. Bất quá, Ta nhớ được cái này thôn thiên thú tiến dài phi thường khó khăn, mấy ngàn năm một cái đại gia tộc đạt được một cái, cuối cùng chỉ là dừng lại tại đệ nhị giai, thực lực chỉ có thể so phong vương cấp. Phong đế cấp, giang giật con người sáng lên, hắn suy đoán thôn thiên thú về sau sẽ rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy chỉ là nghe được vân băng câu nói sau cùng, hắn lại có chút huệ oải thiên giới đại gia tộc đều không thể đem thôn thiên thú bồi dưỡng đến tốt nhất nhất, hắn càng không hy vọng. Có thôn thiên thú hỗ trợ, mọi người hoàn toàn không cần cố kỵ minh khí, toàn lực xuất thủ một đường quét ngang qua. Vân băng nhiều lần xuất thủ, để giang giật kiến thức nàng biêu hãn chiến lực, nhà đầu này một thân đều là trí bảo, mà lại dung hợp ba loại bản nguyên áo nghĩa, lực công kích rất hung tàn. Phi vũ quân sức chiến đấu, để giang giật rất là bội phục, hắn thấy được rất nhiều loại kỳ diệu hợp kích chiến trận, còn có rất nhiều người đều tu luyện ra sát khí, lực công kích càng thêm sắc bén. Vân băng nhẹ nhàng trở về, nhìn thấy Giang Giật nhìn qua phía trước khai chiến quân sĩ âm thầm gật đầu, khóe miệng nàng có chút dương lên thấp giọng nói ra, Giang tá lính, mặc dù ngươi là tá lính, bất quá ngươi gia nhập cửu dương quân thời gian quá ngắn, sở dĩ còn không có tư cách tu luyện chiến trận cùng sát khí, ít nhất phải một tháng đi. Bất quá ngươi nếu là tác chiến anh dũng, bản tướng quân có thể phá lệ sớm một chút dạy ngươi, về sau biểu hiện tốt một chút đi. Ha ha, Giang Giật xem thường cười cười. Trong tay xuất hiện một cái cổ cầm đột nhiên kéo một phát dây đàn, một đạo cuồng bạo tiếng đàn hướng vân băng định hướng chuyển đi, tiếng đàn bên trong mang theo nồng đậm sát khí, không thể so với vân băng đám thân vệ yếu, hắn mỉm cười nói tự cái này thần thông, ta tuổi nhỏ thời điểm liền tự mình lục lọi ra tới. Ách, vân băng miệng nhỏ tấm đến lão đại, mặc dù nàng không có bị sát khí ảnh hưởng, nhưng cái này sát khí là chân thật tồn tại, phi thường khủng bố. Còn có kia tiếng đàn phong vương cấp phía dưới hẳn là đều muốn chịu ảnh hưởng, đây là quần công đại thần thông A. Hừ hừ, Nàng gương mặt xinh đẹp rất nhanh phát lạnh, cười lạnh nói, vênh váo cái gì, người đây chỉ là cấp thấp nhất sát khí, có cơ hội tham gia đại chiến thời điểm, người nhìn bọn ta cửu dương quân tạo thành sát khí thiên trận, trận pháp này là cửu dương thiên đế truyền thừa, phi thường khủng bố, đến lúc đó cũng đừng dọa đến tè ra quần. Cửu dương thiên đế, giang giật tâm niệm vừa động, tiểu nha đầu này là một vị thiên vương tôn nữ, đối với kia 36 cái thiên vương hết sức quen thuộc, ngược lại là có thể theo trong miệng nàng tìm hiểu thoáng cái tam thập lục thiên vương đối với cửu dương thiên đế độ trung thành. Giống như cái này 36 người là tuyệt đối trung thành, hắn tùy thời đều có thể lấy ra hỏa long kiếm, đem cửu dương quân thu nhập dưới chướng. chương 1685, nhân tộc gian tế. Tướng quân, người nói cửu dương thiên đế hắn còn sống không? Giang giật thuận miệng bắt đầu lời nói khách sáo nói, người nói hắn có khả năng hay không không có băng hà. Ta nghe nói lão nhân gia ông ta tại tu luyện một loại tuyệt thế thần công, chờ lão nhân ra ông ta rời núi ngày, cái kia chính là minh giới hủy diệt ngày. Không có khả năng, vân băng đôi mắt ảm đạm, trên mặt xuất hiện một vòng bi thương, thì thào, thiên đế hắn nhân ái vô song, lòng mang thiên hạ vạn dân, giống như lão nhân ra ông ta còn sống tuyệt đối sẽ không ẩn núp đi, khẳng định xảy ra sơn suốt lĩnh nhân tộc cộng đồng chống cự minh tộc. Mà lại, giang tá dẫn người có thể không hiểu, bất luận lại cường đại người đều không thể sống vạn năm, một vạn năm đây là một cái đại nạn, dù ai cũng không cách nào vượt qua sợi tơ hồng này, thiên đế đều băng hà hơn một vạn năm, hắn làm sao có thể còn lưu tại thế gian. Giang giật cẩn thận quan sát vân băng thần sắc, không giống giả mạo, loại kia đau thương xuất phát từ nội tâm. Xem ra bất luận còn lại thiên vương phải chăng tuyệt đối trung thành thiên đế, chỉ ít vân ra đối với thiên đế tình cảm là phi thường sâu, vân thiên vương là trung thành, nếu không vân băng sẽ không nhận lớn như thế ảnh hưởng. Giang giật con người nhất chuyển, lần nữa thấp giọng nói ra, tướng quân, cửu dương quân là thiên đế năm đó quân cận vệ, hẳn là nhất có lực hiệu triệu, mà lại cửu dương quân chiến lực thiên giới đệ nhất, 36 vị thiên vương cộng lại chiến lực không kém tư đế, vì sao thiên vương bọn hắn không vung tay một hô, tạo thành một cái nhân tộc liên minh đem sở hữu nhân tộc lực lượng tụ tập cùng một chỗ, dạng này đối kháng minh giới hy vọng không phải càng lớn sao. Ha ha, vân băng trên mặt lộ ra một vòng đùa cợt, dừng thật lâu mới nói ra, giang tá lĩnh, người là vạn vật chi linh, cũng là nhất tự tư động vật. Nhân tộc thời khắc đều sẽ hủy diệt, bị nô dịch, thậm chí bị diệt tộc, nhưng rất nhiều người còn tại cố lấy ích lợi của mình còn tại vắt hết óc nội đấu nghĩ đến phong đế thượng vị đâu liên minh nếu quả như thật tạo thành một cái liên minh nhân tộc hội diệt phong càng nhanh rất nhiều người sẽ vì tranh người minh chủ này chi vị đánh vỡ đầu đến lúc đó tự thiên hạ đại loạn nói cho cùng vẫn là không có một cái nào tuyệt đối cường giả xuất hiện nếu có cửu dương thiên đế như thế cường giả tuyệt thế sinh ra lực áp thiên hạ anh hào cái này liên minh vẫn có thể xây dựng ai vân băng đột nhiên thật dài thở dài truyền âm nói, giang giật, nói đến rất thật đáng buồn buồn cười. Nhân tộc kỳ thật ra một cái tuyệt thế thiên tài, rất có hy vọng đạt tới cửu dương thiên đế độ cao. Giống như hắn có thể trưởng thành, không nói xuất lĩnh nhân tộc hủy diệt minh tộc, ít nhất có thể làm cho nhân tộc cùng minh tộc phân đình chống lại, bảo trụ nhân tộc không bị diệt tộc. Người đoán hắn là ai hắn cuối cùng chết như thế nào? Chẳng lẽ là diệt ma đại đế? Giang giật não hải nhất chuyển, gần nhất ra tuyệt thế thiên tài giống như chỉ có diệt ma đại đế một người, Hắn nhìn thấy Vân Băng nhẹ gật đầu, có chút buồn bực hỏi, Diệt Ma Đại Đế không phải bên trong minh tộc Mưu Kế, bị Thập Đại Minh Vương vây công, cuối cùng bị Minh Đế tự tay đánh chết sao? Ha ha ha, Vân Băng đột nhiên cười to lên, cười đến nước mắt đều đi ra, gây nên rất nhiều quân sĩ nhao nhao ghé mắt, bất quá tại nàng nhìn lướt qua hậu quân sĩ, bọn họ lập tức không dám nhìn, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ minh tộc. Diệt Ma Đại Đế là bị chính chúng ta người hại chết. Vân Băng dùng ngữ khí rất chắc chắn. Truyền âm nói, việc này kỳ thật không tính bí mật, diệt ma đại đế bọn hắn bị mai phục, nhưng thật ra là có gian tế đổi chắc thông báo tin tức, thậm chí. Diệt ma các còn hoài nghi nhân tộc một vị trí tôn tự mình xuất thủ đánh lén, nếu không diệt ma đại đế hẳn là có thể trốn về đến. Giang giật, người nói chuyện này thật đáng buồn không buồn cười không hoang đường không. Cái này, Giang giật mặt mũi tràn đầy không dám tin, diệt ma đại đế cùng minh tộc khai chiến, lại có nhân tộc gian tế đổi chắc hắn còn có nhân tộc trí tôn tự mình xuất thủ đánh lén, triệt để diệt sát hắn. Nhân tộc phong đế cấp cường giả chỉ có như vậy một chút, Giang Giật biết đến vẻn vẹn sáu người, trong đó một cái lại bị nhân tộc người một nhà đánh chết đại hạ tương khuynh, nhân tộc không liên thủ kháng địch coi như xong, còn muốn xử lý người một nhà. Là ai? Giang Giật đôi mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí truyền âm nói, vì sao không liên thủ đem người này chém giết cấu kết minh tộc, mưu hại đồng bào, tội không thể tha. Người này chưa trừ diệt, nhân tộc nghĩ không diệt vong cũng khó khăn a. À? Không biết, Vân băng thống khổ nhắm mắt lại truyền âm nói, việc này làm cực kỳ ẩn nấp, không có để lại bất luận cái gì tay cầm cùng chứng cứ. Bất quá có thể khẳng định là cái này gian tế tuyệt đối là tứ đế một trong, giang giật ngươi nói nhân tộc liên minh có thể tổ kiến được lên sau cái kia gian tế tùy thời có thể đem đại gia bán đi, dạng này đồng đội ngươi dám đem phía sau lưng giao cho hắn. Diệt ma đại đế kỳ tài ngút trời, hắn trở thành phong đế cấp vẻn vẹn hao tốn thời gian ngàn năm, giống như cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tuyệt đối có thể đạt tới thiên đế năm đó thực lực, cái này gian tế sợ diệt ma đại đế trở thành thiên đế, đến lúc đó hắn làm mất đi quyền thế cùng địa vị, vì bản thân tư lợi lại phản bội nhân tộc đại nghĩa, người này quả nhiên là đáng hận, có thể giết, có thể chu. Giang giật nghe xong vân băng trầm mặc, theo vân băng trong giọng nói hắn đạt được rất nhiều tư liệu cùng tin tức, ý niệm trong lòng càng thêm kiên định. Không có thực lực tuyệt đối tự vệ trước, hắn như bại lộ hỏa long kiếm là thiên đế thần binh sự tình, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị giết. Không nói những người khác, cái kia gian tế tuyệt đối sẽ xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn xóa đi. Người là vạn vật chi linh, cũng là nhất tự tư động vật. Vân băng câu nói này tựa hồ còn có điều chỉ tam thập lục thiên vương bên trong hẳn là có phi thường tự tư người, dù sao lòng người nhất là khó dò, mấy người còn dễ nói, 36 người bên trong có mấy cái phẩm hạnh không tốt, cái này phi thường bình thường. Giang giật không hỏi thêm nữa, để tránh gây nên vân băng hoài nghi. Vân băng cũng không có trò chuyện tâm tình, mà là đi tiền tuyến bắt đầu nổi giận xuất thủ chém giết minh tộc, tựa hồ muốn lửa giận trong lòng phát tiết tại minh tộc trên thân. Lần này không tiếp tục xuất hiện quỷ nhãn thú vương dạng này cường đại minh tộc, hao tốn hạ giới hơn 10 ngày thời gian, toàn bộ minh hà sơn mạch minh tộc đều bị tiêu diệt toàn bộ không còn, đại quân bắt đầu hồi trở lại doanh. Tại trên đường trở về, Giang Giật có thể rõ ràng cảm nhận được phi vũ quân đối với hắn thái độ bắt đầu cải biến. Hắn được bổ nhiệm làm tá lĩnh việc này đã sớm thông báo toàn quân, mặc dù cái này tá lĩnh nhìn cũng không có quá quyền to thế, nhưng Giang giật giúp bọn hắn thanh lý minh khí, này bằng với cứu được rất nhiều người mệnh, mọi người tự nhiên đối với hắn ấn tượng tốt đẹp. Những cái kia thân vệ quân cùng hai cái thống lĩnh, thậm chí bao gồm còn lại một cái đại thống lĩnh đối Giang giật đều coi trọng mấy phần. Không phải Giang giật quỷ nhãn thú vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy giết chết, không phải Giang giật những cái kia thân vệ cùng thống lĩnh chết sớm, Giang giật tên tuổi còn phi thường vang dội, dám đánh giết đao phong mãnh nhân, bọn hắn không thể không chịu phục. Giang giật nội tâm lại có một ít nhàn nhạt lo lắng, thân phận của hắn bị rất nhiều người được biết. Đoán chừng không được bao lâu phi vũ quân có thể đoán ra thân phận của hắn người hội càng ngày càng nhiều, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Phi vũ quân mặc dù bình thường không cho phép ra ngoài, nhưng tin tức khẳng định hội truyền ra ngoài, tự xem có thể giấu giếm bao lâu. Một khi đao ra người biết được, đao lãnh hoặc là đao nộ đều sẽ tự mình đến cửu dương quân muốn người. Cửu dương quân nghe nói phi thường bao che cho con, nhưng có thể chịu nổi đau ra áp lực vạn nhất đao nô hoặc là thanh đế buông lời đâu. chương 1686, tội ác tài trời. Tướng quân, vừa mới trở lại quân doanh, lương thống lĩnh nhanh chân đi ra tòa thành thấp giọng bẩm báo nói, 26 người cứu trở về 20 người, có ba cái thống lĩnh cùng ba cái thân vệ. Vẫn lạc, vân băng sắc mặt cũng không có quá đại biến hóa, chỉ chết 6 cái cái này đã tính toán rất không tệ kết cục, nàng kinh ngạc đứng một hồi, trong con người sát khí lóe lên nói, để đại quân trở về chỉnh đốn, hai người các ngươi, còn có giang vô danh các ngươi theo ta đi truy phong quân, sáu người này cũng không thể chết vô ích. Truy phong quân, lương thống lĩnh cùng một cái khác đại thống lĩnh liếc nhau, cái trước trần chờ nói ra, tướng quân, vẫn là báo cáo đại tướng quân vương, để quân pháp chỗ đi ban điều tra lý A. Truy phong quân là một cái đơn độc quân đội, là phi vũ bộ trinh sát bộ đội. Lần này dò xét tình huống trinh sát hoàn toàn chính xác thất trách, bất quá vân băng tự mình tìm tới cửa luôn luôn không tốt, truy phong quân tướng quân cũng không phải tỉnh du quân, một cái không tốt náo ra đại sự vân băng đều muốn bị trách phạt nói lời vô dụng làm gì vân băng quét lương thống lĩnh một chút nhanh chân hướng phía trước đi đến khí thế hùng hổ một chút nhìn lên tựa như đi gây chuyện giang giật lông mày có chút nhíu lên việc này cùng hắn có nửa tiền quan hệ để hắn đi làm cái lông a à hắn nhưng là vội vã trở về tiếp tục tham mộ thần văn đâu bị điểm tên hắn chỉ có thể đi theo cùng đi đi không bằng hắn bước chân thả chậm lẫn vào thân vệ bên trong dù sao là vân băng đi nháo sự hắn làm xem náo nhiệt tốt vân băng mặt mũi tràn đầy rét lạnh dẫn người vòng qua từng hàng tòa thành đưa tới rất nhiều quân đội chú ý vị này chính là thiên tri kiêu nữ a phi vũ bộ đại tiểu thư gia gia của nàng vân thiên vương liền là phi vũ bộ thống soái nghĩ không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn a rất nhiều thần thức lặng yên khóa chặt muốn nhìn một chút cái này đại tiểu thư này muốn tìm ai phiền phức tại vân băng dẫn người đi vào bên phải hàng thứ sáu cái thứ nhất tòa thành lúc rất nhiều thần thức lặng yên thối lui Xem náo nhiệt không có vấn đề, nhưng hôm nay cái này náo nhiệt sợ là hơi lớn, bọn hắn cũng không dám dẫn lửa thân trên. Cộc cộc cộc, Vân Băng dẫn người đi vào thành lâu đài, vừa tiến vào đại điện nàng quát khẽ, Mộc Hà Ngư đâu để hắn ra gặp ta? Tòa thành bên trong có hai cái thống lĩnh, hai người xem xét Vân Băng kẻ đến không thiện, một người đôi mắt nhất chuyển chắp tay nói, Vân tướng quân, tướng quân của chúng ta không có ở trong quân, tự mình ra ngoài dò xét, ngươi xem nếu không trễ chút lại đến. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Vân băng lãnh mâu quét qua hai tên thống lĩnh nói, Mộc Hà Ngư tên phế vật kia sẽ đích thân ra ngoài dò xét người có biết dưới đây giấu giếm bên trên là tội gì. Trong vòng một canh giờ Mộc Hà Ngư không xuất hiện, bản tướng quân tự mình đi thống xoái nơi đó và tội hắn. Hai tên thống lĩnh liếc nhau, âm thầm kêu khổ, người kia chỉ có thể lần nữa chắp tay nói, vân tướng quân thứ tội, chúng ta lập tức đi tìm tướng quân. Hai người nhanh chóng trượt tòa thành, vân băng không chút khách khí trực tiếp ngồi tại chủ vị lương thống lĩnh hai người cùng giam giật còn lại thân vệ tại nàng hai bên xếp thành một hàng, chậm đợi Mộc Hà Ngư xuất hiện. Thời gian từ từ trôi qua, phần Băng sắc mặt càng ngày càng khó coi, đợi chừng một canh giờ, bên ngoài một cái cao lớn khôi ngô người trẻ tuổi mới mang đến dẫm lên thời gian điểm đi đến. Mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng nói liền là loại người này, tăng thêm người này khí chất phi phàm, khóe miệng ngậm lấy để cho người ta như Mộc Xuân Phong ý cười, mang theo bảy tám cái tùy tùng, nhìn càng thêm không ai bị nổi, liền giang giật đều âm thầm điểm tán. Mộc Hà Ngư sau khi đi vào, liếc nhìn mọi người một vòng, mỉm cười chắp tay nói, vân băng tướng quân, là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi qua tới bình thường cá sông thế nhưng là nghĩ mời ngươi đều không mời nổi a. À. Mộc Hà Ngư, vân băng gương mặt xinh đẹp rét lạnh, ngồi Mộc Hà Ngư vị trí cũng không có đứng dậy tương nhượng ý tứ, như xem kỹ phạm nhân. Lạnh giọng nói ra, người người đều là thùng cơm sao lần này bởi vì các ngươi truy phong quân sai lầm, Chúng ta chết ba cái thống lĩnh cùng ba cái thân vệ, tự ngươi nói làm thế nào chứ?" A, à, mục Hà Ngư trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức sắc mặt lạnh xuống, hướng về sau mặt mấy cái thống lĩnh khiển trách, "Nhưng có việc này." Mấy cái thống lĩnh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trên mặt đều là vẻ mờ mịt, một người chắp tay nói, "Tướng quân, chúng ta không rõ Vân tướng quân nói tới chuyện gì." Minh Hà Sơn mạch, Vân Băng hừ lạnh giải thích nói, "Tình báo của các ngươi nói tối cường chỉ có cao cấp minh tướng." Nhưng lần này lại xuất hiện một cái quỷ nhãn thú vương, dẫn đến quân ta tổn thất nặng nề, đây không phải các ngươi sai lầm, chẳng lẽ là chúng ta sai lầm." Mộc Hà Ngư trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ tức giận, quát lạnh nói, "Quỷ nhãn thú vương là thật." Một tên thống lĩnh ra khỏi hàng, gật đầu nói, "Hồi tướng quân, phía dưới thật có tình báo truyền lên, Minh Hà Bình Nguyên bên kia có một cái quỷ nhãn thú vương hướng Minh Hà Sơn mạch bên kia đi. Chúng ta nhận được tin tức sau trước tiên thêm tại nhiệm vụ hồ sơ ngọc phù bên trên." Vân tướng quân khi đó các ngươi đã xuất chiến bất quá ngươi có thể xem xét ngọc phù giờ phút này hẳn là có vẻ bày ra là các ngươi không có chú ý tình báo sở dĩ đây không phải chúng ta truy phong quân sai lầm mà là các ngươi sai lầm ừ vân băng con người quét qua lương thống lĩnh quát lạnh nói lương thống lĩnh đem ngọc phù lấy ra lương thống lĩnh hơi biến sắc mặt vội vàng lấy ra một cái ngọc phù quả nhiên bên trong nhiều một loạt chữ nhỏ gợi ý có một cái quỷ nhãn thú vương đi qua lương thống lĩnh âm thầm kêu khổ khom người nói việc này đích thật là tại hạ thất trách xin tướng quân trách phạt còn lại hai tên thống lĩnh cùng thân vệ cùng giang giật sắc mặt đều biến đổi bọn hắn tới cửa hưng sư vấn tội lại không nghĩ rằng bị người phản đánh một bàn tay cuối cùng thất trách chính là bọn hắn người vân băng một tấm gương mặt xinh đẹp âm trầm đến nhưng so sánh than đen nàng lạnh giọng nói ra lương thống lĩnh tội của ngươi sau khi trở về cho ngươi thêm định bất quá một tướng quân đã các ngươi nhận được tin tức vì sao không lập tức phái người đi thông chi chúng ta đâu giống như các người bằng nhanh nhất tốc độ đi thông chi, chúng ta cũng sẽ không gấp sát nhiều người như vậy, việc này các người khó khăn cầm tội lỗi. Thật có lỗi, một tướng quân nhún vai một cái nói, gần nhất chúng ta thu được phía trên một cái mệnh lệnh, điều tra một cái ẩn núp vào cửu dương quân gian tế, sở dĩ không có nhân thủ nhiều như vậy đi thông chi. Vân tướng quân, người cũng biết chúng ta truy phong quân phải chịu trách nhiệm dò xét địa vực cùng sự tình nhiều lắm, tình huống tùy thời đều tại biến ảo, giống như mỗi lần chúng ta đều phái người đi thông báo lời nói, nào có nhân thủ nhiều như vậy a? À. Mộc Hà Ngư nói chuyện giọt nước không lọt, để cho người ta bắt không được nửa điểm tay cầm, Vân Băng lại không nghĩ cứ tính như vậy. Truy vấn, gian tế chúng ta cử Dương Quân còn có thể trà trộn vào gian tế không biết là dạng gì gian tế a? À, để Mộc tướng quân coi trọng như vậy, người này ngươi hẳn là nghe qua. Mộc Hà Ngư cười nhạt một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhẹ nhàng tại gian giật trên mặt đảo qua, u u nói ra, cái này gian tế đến từ địa giới hắn tại hỗn độn hải đánh chết đao phong công tử, đại náo thanh vực, chém giết không ít người vô tội, là tội ác tài trời ma đầu. Nghe nói hắn tiềm nhập chúng ta cửu dương quân, bộ thống soái truyền xuống mệnh lệnh để toàn quân tra rõ, đúng rồi. Hắn gọi giang giật, vân tướng quân ngươi biết hắn tiềm phục tại cái nào sao? Bá bá bá, vân băng bọn người sắc mặt đại biến, giang giật mặt xấu xí si uốn uôn éo, hắn nghĩ tới sớm muộn hội bại lộ thân phận, lại không nghĩ rằng bại lộ đến nhanh như vậy càng không có nghĩ tới cửu dương quân bộ thống soái thế mà hạ lệnh muốn truy tra hắn, trả lại hắn định một cái gian tế thân phận. chương 1687, quân pháp đường người tới. Mộc Hà Ngư nói chuyện này thời điểm nhìn Giang giật một chút, trong ánh mắt mang theo một chút mỉa mai, Giang Dật suy đoán Mộc Hà Ngư coi như không có kết luận thân phận của hắn, cũng có bảy tám phần hoài nghi. Hắn đến cửu dương quân chỉ có mấy ngày, bộ thống soái đều biết, vậy khẳng định không phải từ nội bộ truyền đi, hẳn là bên ngoài có người biết hắn tiến vào cửu dương quân, rất có thể là đao ra người tạo áp lực, nếu không bộ thống soái không có khả năng đến chú ý chút chuyện nhỏ này, hắn gia nhập cửu dương quân cũng không phải chuyện xấu, tin tưởng cửu dương quân các thống soái rất tình nguyện trong quân thêm một tên mãnh tướng. Chẳng lẽ là kha lộng ảnh đổi chắc ta, giang giật trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bất quá lập tức tự bác bỏ, kha lộng ảnh muốn đổi chắc hắn không cần chờ đến, tại thanh vực hoặc là lân thành đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn hẳn là đao ra người căn cứ kha lộng ảnh, cùng lân thành bên trong các loại tin tức suy đoán ra, bọn hắn cũng không xác định, không phải đều không cần mộc hà ngư bọn người lục soát trực tiếp nghĩ biện pháp để cử dương quân đem hắn giao ra. Cục diện như vậy, mộc hà ngư cũng không có điểm tên, hắn không tiện ra mặt, chỉ có thể mặt không thay đổi đứng đấy. Vân băng sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm mộc phi ngư nói, bộ thống soái sợ là ra ra người chính mình ra lệnh a mộc hà ngư, ta biết ngươi một mực đối ta thầm hận tại tâm, lần sau ngươi muốn trả thù vào thẳng lấy ta tới khác đừng dùng loại này ám chiêu nếu không coi như nháo đến bộ thống soái bản tướng quân cũng cùng ngươi không để yên vân băng nổi giận đùng đùng đi ra phía ngoài giang giật bọn người vội vàng đuổi theo một đám người mặt lạnh lấy về tới các nàng tòa thành bên trong lần này giang giật không cần vân băng gọi một mực đi theo nàng không đem tin tức tìm hiểu tinh tường tại cái này trong quân doanh hắn ở không an lòng vạn nhất cửu dương quân muốn đem hắn bắt được đưa cho đao ra hắn chỉ có thể rời đi nơi này. Các ngươi tất cả đi xuống, Giang Tá Lĩnh lưu lại. Tiến vào tòa thành bên trong, Vân Băng quét mọi người một chút trầm giọng nói, tại mọi người chắp tay lui ra lúc, nàng đột nhiên lần nữa lạnh giọng nói ra, liên quan tới Giang Tá Lĩnh thân phận cùng bất luận cái gì tình báo đều không được tiết ra ngoài, ai như làm phản đồ, đừng trách ta Vân Băng trở mặt không quen biết. Mọi người nhao nhao lĩnh mệnh xuống dưới, Giang giật có chút khom người nói, đa tạ tướng quân, bất quá tình báo tiết ra ngoài không tiết ra ngoài đều không trọng yếu, Mộc Hà Ngư hẳn phải biết thân phận của ta. Biết rõ lại như thế nào. Vân băng lãnh mâu quét qua nói, giang giật, người an tâm tại phi vũ quân ở lại. Cái này phi vũ bộ là chúng ta vân ra, không phải bọn hắn mộc ra, ở chỗ này không ai dám động tới ngươi. Giang giật đắng chát cười nói, nếu là bộ thống soái hạ lệnh trực tiếp bắt người đâu đến lúc đó ta chỉ có thúc thủ chịu chói. Hừ hừ, vân băng hừ lạnh hai tiếng, đùa cợt cười nói, giang giật, người quá coi thường kia 36 cái lão gia tử, mộc hà ngư đây là chập trần ngươi bộ thống soái làm sao có thể hạ loại này mệnh lệnh đây tuyệt đối là đao ra người tìm mộc gia hỗ trợ thậm chí việc này mộc lão gia tử có thể cũng không biết đều là mộc gia bí mật đang điều tra coi là thật giang giật mày kiếm vẩy một cái nếu quả như thật như thế kia tại phi vũ quân tạm thời vẫn là an toàn vân băng nói không sai phi vũ bộ là các nàng vân gia không phải mộc gia hắn trầm ngâm một lát cắn răng nói ra giống như tướng quân có nắm chắc Ta tựu tiếp tục lưu lại, sinh tử do trời định. Ừm, Vân băng gật đầu nói, người an tâm trở về đi. Việc này ta sẽ phái người đi điều tra một phen. Nếu quả như thật có biến, ta tự mình đưa ngươi ra cử Dương Cốc. Đa Tạ Vân tiểu thư, Giang giật lần thứ nhất đối cái này mạnh mẽ tiểu thư có chút một tia hảo cảm. Bất luận Vân băng là muốn giúp hắn, vẫn là không muốn để cho Mộc Hà Ngư đạt được. Ân tình liền là ân tình, hắn chân thành nhìn qua Vân băng nói, bất luận có thể hay không tiếp tục là phi vũ quân hiệu lực, người người bạn này ta giang giật nhận. Vân Bang nhếch miệng, biểu lầm bẩm một câu, người người cũng tạm được, liền là quá xấu, bản tiểu thư. Không nhận quá xấu người làm bằng hữu Ha 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 ha, giang giật cười ha hả bước nhanh mà rời đi, tại cửa ra vào thời điểm quay đầu nói ra, tướng quân, quay đầu nếu có thể quang minh chính đại trong quân đội ở lại, ta hội khôi phục dung mạo, đến lúc đó người chắc chắn sẽ không nói ta xấu. Hừ hừ, đưa mắt nhìn giang giật rời đi, Vân băng xem thường cười nhạo nói, đều xấu đến làm cho người buồn nôn, coi như khôi phục chân dung, lại có thể đẹp mắt đi nơi nào. Lương thống lĩnh, ngồi một hồi vân băng quát lạnh, lương thống lĩnh tựa hồ biết rõ vân băng sẽ tìm hắn, lập tức lách mình vào đây, chắp tay nói, có thuộc hạ. Ta muốn đi cửu dương thành một chuyến, vân băng đứng lên nói, ta không có ở đây thời gian người thống lĩnh quân vụ, nếu có bất luận cái gì đại sự phát sinh, trước tiên thông báo ta, nếu là. Mộc hà ngư dám làm loạn, các ngươi đỉnh trước lại, chờ ta trở về. Rõ, lương thống lĩnh lĩnh mệnh, lập tức lần nữa kho người nói, tướng quân, sự tình lần này là thuộc hạ sai lầm, mời trách phạt. Chuyện không liên quan tới ngươi, Vân Băng phất phất tay nói, lần này rõ ràng là mộc hà ngư dùng ám chiêu, quỷ nhãn thú vương tin tức đoán chừng là tại chúng ta xảy ra chuyện sau mới chuyển đến. Năm đó ta tại cửu dương thành bắt hắn cho thiến, để hắn mất hết mặt mũi, hắn đây là cố ý đến báo thù ta đây, nếu không ngươi cho rằng hắn, vì sao gia nhập chúng ta phi vũ bộ lương thống lĩnh lặng lẽ vân băng mạnh mẽ không chỉ tại phi vũ quân nổi danh tại toàn bộ thiên hồng giới đều là lừng lẫy nổi danh mộc hà ngư năm đó xác thực bị nàng thiến còn có mấy cái đại gia tộc công tử đã từng bị đánh gần chết tại cửu dương thành ngoại trừ một vị công tử bên ngoài những người còn lại cũng không dám trêu chọc nàng vân băng mang theo một chút thân vệ đi lương thống lĩnh tiếp quản phi vũ quân sự tình vân băng không tại hắn không dám nhận nhiệm vụ để đại quân chỉnh đốn tu luyện có vân băng cam đoan, giang giật an tâm tại phi vũ quân ngây ngô. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn không cách nào rời đi nơi này, vân băng không mở miệng hắn là ra không được, đã đi không được, vậy cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, phó thác cho trời đi. Hắn tiến vào chính mình tòa thành bế quan, một bên tu luyện một bên tiếp tục tham mộ lực thần quyết, tìm tòi tu luyện thế nào xuất thần văn. Hắn đem cán thi đem thả ra, thỉnh thoảng quan sát thoáng cái cán thi khiếu huyệt bên trong thần văn, một cái tay cầm thần thụ diệp, lĩnh hội tốc độ quá nhanh. Trong tu luyện hắn căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu, dù sao cấm chế không chấn động hắn tự mặc kệ, tại thời gian trôi qua một ngày rưỡi về sau, hắn cuối cùng từ lực thần quyết bên trong mỏ tới một tia áo nghĩa. Lực thần quyết quả nhiên là không hoàn chỉnh công pháp, cái này lực thần quyết là diễn hóa ra giản dị bản công pháp. Cái này đơn giản hóa công pháp người hẳn là thăm dò rõ ràng 108 cái khiếu huyệt áo nghĩa, biết rõ thần văn là lực thần tộc lực lượng cội nguồn, bởi vì không cách nào tu luyện ra thần văn, sở dĩ lùi lại mà cầu việc khác tu luyện ra cùng loại thần văn huyền hoàng chi lực. Cũng không biết cái này sáng tạo lực thần quyết giản dị bản công pháp tiền bối, phải chăng tu luyện ra huyền hoàng chi lực. Giang giật phi thường khẳng định điểm này, hắn quán chú rất nhiều lần huyền hoàng chi lực tiến vào cán thi bên trong, sau đó dùng thần thức tinh tế đi dò xét, phát hiện huyền hoàng chi lực cuối cùng đều là bị thần văn hấp thu. Thần văn quang mang sáng rõ, chậm rãi du tẩu, 108 cái khiếu huyệt thần văn tề động lúc này mới cho lực thần nhất tộc cung cấp lực lượng cường đại cội nguồn. Tinh thần chi lực, xem ra muốn ngưng tụ thần văn, còn được dựa vào tinh thần chi lực A. Giang giật không hiểu hưng phấn lên, hắn rốt cuộc tìm được một cái phương hướng. Mặc dù không biết cái phương hướng này có chính xác không, không biết coi như ngưng tụ ra thần văn, có thể hay không để cho nhục thân trở nên cùng lực thần tộc đồng dạng cường đại, nhưng ít ra có đường có thể đi, sẽ không giống con ruồi không đầu loạn chuyển. Ông, tại hắn chuẩn bị thử một chút lúc, thiền điện bên trong cấm chế lấp lánh không ngớt, hắn đánh ra một đạo nguyên lực, thần thức quét ra đi, lại nhìn thấy tòa thành bên trong đều là người. Trương đại niên bọn người như lâm đại địch đem thiền điện bên ngoài bao quanh giữ vững, tại hắn thần thức quét ra về phía sau, trương đại niên trước tiên truyền âm vào đây, đại nhân, xảy ra chuyện, quân pháp đường tới một người thống lĩnh, muốn dẫn đi ngươi. Trương 1688, trêu đến một thân tao. Quân pháp đường, nghe được ba chữ này, giang giật bản năng ngửi thấy một tia âm mưu khí tức quân pháp đường là xử lý vi phạm quân kỳ đường khẩu hắn gia nhập cửu dương quân mới mấy ngày không có vi phạm bất luận cái gì quân kỳ quân quy đã như vậy vì sao quân pháp đường thống lĩnh muốn dẫn đi hắn coi như mộc hà ngư xác định thân phận của hắn muốn đem hắn mang đi giao cho đao gia kia xuất động tuyệt đối không phải quân pháp đường mà là giám quân đường bởi vì muốn đem hắn đưa cho đao gia lý do duy nhất liền là hắn là gian tế trà trộn vào cửu dương quân mưu đồ làm loạn trước đó mộc hà ngư nói qua giang giật là gian tế định tội danh là gian tế mà xử lý gian tế bộ môn không phải quân pháp đường mà là giám quân đường giám quân đường phụ trách giám thị toàn quân tìm kiếm gian tế cùng phản đồ kia vì sao quân pháp đường người đến đây chỉ có một lời giải thích mộc gia tại phi vũ bộ giám quân đường không có thế lực cùng lực ảnh hưởng bọn hắn chỉ có thể dựa vào quân pháp đường người mang đi hắn đây càng nói rõ đây là một sự thật vân băng nói không sai không phải bộ thống soái muốn bắt hắn mà là mộc gia muốn bắt hắn nhĩ thông suốt sự tình Giang giật nội tâm đại định. Chỉ có một cái mộc gia muốn đối phó hắn, cái kia còn có cơ hội sống sót, nếu như là cửu dương quân muốn bắt hắn, hắn trực tiếp tự sát tốt, dù sao không cách nào rời đi cái này bí cảnh. Hắn thần thức hướng ra phía ngoài quét tới, lặng yên tiến vào cái thứ nhất tòa thành, lại phát hiện vân băng thế mà không có ở, mà lại cũng không có ở đại điện bên trong nhìn thấy hai cái đại thống lĩnh, bất quá ngược lại là thấy được một tên thân vệ. Có người muốn bắt ta, giúp ta thông chi lương thống lĩnh cùng vân tướng quân, Giang giật truyền âm một câu, kia thân vệ lập tức truyền âm đến đây, Giang tá lĩnh, sớm đã đưa tin, lương thống lĩnh lập tức tới ngay, bất quá tướng quân đi cửu Dương Thành, còn không có trả lời tin tức. Giang giật nội tâm trầm xuống, phân băng không tại không có nàng lương thống lĩnh có thể chịu nổi quân pháp đường người. Ngay tại Giang giật trần chờ không định giờ, bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo, tiếp lấy một đạo xả cao khí dương tiếng cười lạnh vang lên, các ngươi đều muốn tạo phản giám vòng vây quân pháp đường người lập tức lăn đi, nếu không dùng phản nghịch xử trí, giết chết bất luận tội. Giang giật không có cách nào tiếp tục ở bên trong ngây ngô, mở cửa phòng nhìn thấy trương đại niên bọn người ngăn ở chính mình thiền điện cửa ra vào, vội vàng nói tất cả giải tán. Giang giật tại đại đội uy tín phi thường cao, trương đại niên nhìn hắn một chút, gặp hắn ánh mắt phi thường kiên định, chỉ có thể vung tay lên nói toàn bộ tránh ra. Mấy chục người phân biệt đi đến bên cạnh thiền điện bên trong, đem đại sảnh trống rỗng, giang giật ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trong cửa lớn một người trung niên thống lĩnh, lạnh giọng nói ra ta là Giang vô danh, các ngươi là ai? Xem không hiểu Huy Chương, như vậy Thống Lĩnh chỉ vào Huy Chương trước ngực, cười lạnh nói ra, ta là quân pháp đường Thống Lĩnh Cố Giang Sơn, mời theo chúng ta đi một chuyến. Đi? Giang giật tấm kia mặt xấu xí vặn vẹo thoáng cái, không hiểu hỏi, vì sao muốn đi với các ngươi ta là phi vũ quân tá Lĩnh, người chức vụ còn không có ta cao, muốn dẫn đi ta ngươi tựa hồ không đủ tư cách a. À? Ừ, Cố Giang Sơn cùng hắn 10 cái thủ hạ sắc mặt trầm xuống quân pháp đường từ trước tại các trong quân địa vị đặc thù, đừng nói tới một người thống lĩnh, coi như một cái bình thường quân sĩ, bình thường thống lĩnh đều muốn khách khách khí khí. Quân pháp đường lệ thuộc trực tiếp bộ thống soái, phụ trách toàn quân quân pháp quân kỷ, giang giật cái này tiểu tá lĩnh tại quân pháp đường trong mắt cái rắm cũng không bằng, liền xem như đại thống lĩnh, nếu không có bối cảnh gặp Cố Giang Sơn đều cường ngạnh không nổi. Cố Giang Sơn mặt đen lên, u u nói ra, người dám kháng mệnh người có biết đối kháng quân pháp đường là tội gì tội chết bản thống lĩnh có thể làm chàng giết chết ngươi ngươi xác định có quyền lực này giang giật cười nhạo mặc dù hắn không hiểu nhiều quân quy nhưng giống như một người thống lĩnh có lớn như vậy quyền lực lời nói cửu dương quân đã sớm loạn hắn thần thức quét về phía phía ngoài như vậy thân vệ hỏi thăm về đến muốn dẫn đi ta có thể cần phê văn lệnh bài loại hình thân vệ trầm ngâm một lát gật đầu truyền âm nói giang tá lĩnh chức vụ của ngươi nhất định phải có đại thống lĩnh ra mặt hoặc là quân pháp đường đường chủ lệnh bài Giang giật nội tâm nắm chắc, hắn nhìn qua cố Giang Sơn nói, các người đường chủ lệnh bài đâu có lệnh bài bản tá lĩnh không nói hai lời. Nếu như không có, mời trở về đi, bản tá lãnh sự vụ bận rộn, tha thứ không tiếp đãi. Đương nhiên, người như cảm thấy có quyền lực giết chết ta, chỉ bằng động thủ. Ha ha, cố Giang Sơn đang muốn bão nổi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng cười, một tên tròm dâu dê lão giả mang theo mười mấy người nối đuôi nhau mà vào, Cười lạnh nói, một cái nho nhỏ tá lĩnh thật lớn uy phong a, à, nhất định phải bản thống lĩnh ra mặt các ngươi phi vũ quân chẳng lẽ chuẩn bị tạo phản không thành vân băng tướng quân đâu ra gặp một lần. Bên ngoài một chút người xem quân sĩ đôi mắt co rụt lại, bọn hắn đều biết người này, người này tại phi vũ bộ là có rất nhiều tên, ngoại hiệu phán quan Cố Tích Chiêu, quân pháp đường đại thống lĩnh. Quân pháp đường Đường chủ gần như không quản sự, từ trước chấp hành quân pháp đều là Cố Tích Chiêu ra mặt. Giang giật không cần nghe ngóng đều biết người này là quân pháp đường đại nhân vật hắn chắp tay nói, vị đại nhân này, xin hỏi tại hạ phạm vào tội gì muốn lao động quân pháp đường ra mặt nếu có tội tại hạ tuyệt không hai lời, mặc cho quân pháp đường xử trí. Cố tích chiêu tấm kia nhọn lục xoát mặt đen phi thường có đặc sắc, hắn hung ác nham hiểm con người tại giang giật trên mặt quét qua, trầm giọng nói ra, người phạm vào tội gì, đi quân pháp đường tự nhiên là biết rõ, người tới mang đi. Cố giang sơn vung tay lên, thủ hạ bảy tám người nhanh chân đi đến, liền muốn cầm xuống giang giật. Giang giật nội tâm thiên nhân giao chiến, giống như mặc cho bọn hắn cầm xuống đi quân pháp đường mệnh của hắn cũng không phải là chính mình nói không chừng tiến quân pháp đường có thể sẽ trực tiếp bị giết chết nhưng giống như phản kháng lời nói hắn tự thật xúc phạm quân pháp cố tích chiêu có quyền tại chỗ giết chết hắn cố tích chiêu là phong vương cấp bất quá giang giật có nắm chắc tại như thế khoảng cách dây hắn vấn đề là giết hắn làm sao đào tẩu cái này bí cảnh bên trong phong vương cấp không ít coi như có thể chạy ra bí cảnh vào tới cửu dương cốc đoán trừng tam thập lục thiên vương toàn bộ sẽ đến a ha 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 ngay tại giang giật trần chờ không định giờ bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười to đám người tách ra lương thống lĩnh nhanh chân đi tới những cái kia hướng giang giật đi đến quân pháp đường binh sĩ dừng bước lương thống lĩnh đi đến ánh mắt ở bên trong quét qua chắp tay nói nguyên lai là cố đại nhân các ngươi lao sư động chúng đây là muốn làm gì a à? bắt người cố tích chiêu mặt không thay đổi nói ra lương thống lĩnh bản nhân tại thi hành quân vụ người muốn ngăn ta cố đại nhân không nên hiểu lầm lương thống lĩnh cười nhạt một tiếng nhìn thoáng qua giang giật đột nhiên hạ giọng nói ra đại nhân là người thông minh giang tá lĩnh sự tình người suốt một chút lực thì thôi khác đừng làm quá tuyệt nếu không chỗ tốt không có mỏ được sẽ chọc cho đến một thân tao cố tích chiêu như có điều suy nghĩ dừng một chút ánh mắt nhìn về phía giang giật nói giang tá lĩnh theo ta đi một chuyến đi lần này chưa hề nói mang đi thái độ rõ ràng đã khá nhiều giang giật hướng lương thống lĩnh nhìn lại cái sau khé vuốt cằm trên mặt lộ ra một vòng sâu xa khó hiểu nụ cười, giang giật xem hiểu, vuốt cằm nói, vậy liền đi quân pháp đường đi dạo đi, cố đại nhân mời. Cố tích chiêu mang người đi ra phía ngoài, giang giật theo sát phía sau. Đang đi ra tòa thành lúc, lương thống lĩnh truyền âm không có gì bất ngờ xảy ra tới, giang tá lĩnh, yên tâm đi thôi, đừng làm loạn, hết thảy có chúng ta. mươi 1689, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Quân pháp đường tòa thành tại bí cảnh chính giữa một cái quảng trường bên cạnh, quảng trường bốn phía có vài chục tòa phi thường cao lớn uy vũ tòa thành, không giống với giang giật bọn người ở lại tòa thành. Cái này vài chục tòa tòa thành theo thứ tự là 10 cái đại tướng quân vương, còn có đặc thù bộ môn làm việc chi địa. Giang giật đi theo cố tích chiêu bọn người đi vào quân pháp đường, gây nên rất nhiều người chú ý. Dù sao quân pháp đường tính đặc thù, bình thường người trở ra đều rất khó hoàn hảo ra, mà lại giang giật cái này tá lĩnh đến từ phi vũ quân, trong này để cho người ta nghe được một tia biệt dạng khí tức. Phi vũ bộ thế nhưng là vân gia địa bàn, rất nhiều đại tướng quân vương đô là vân gia người, vân băng đã bị định vì vân gia tương lai người nối nghiệp, nàng phi vũ quân ai dám động đến. Coi như vi phạm với quân kỷ, tối đa cũng hội truyền câu nói để vân băng tự mình phán quyết A à cố tích chiêu giống như đầu óc không có vấn đề, làm sao lại đi chiêu chọc vân băng, hắn không muốn tại phi vũ bộ lăn lộn. Càng kỳ dị là, rất nhiều quân sĩ phát hiện một vấn đề, 10 cái đại tướng quân vương hôm nay đều không tại phi vũ bộ bên trong, mà là đi cửu Dương Thành. Phổ thông đại thống lĩnh tướng quân ai dám đi quản quân Pháp đường sự tình, phi vũ quân mình người đều không ra mặt, bọn hắn lại không dám lên tiếng. Tóm lại, chuyện hôm nay liền là một chữ, tà. Khắp nơi đều để lộ ra tà môn, trong này không cần đoán, khẳng định có đại gia tộc ở phía sau phát lực. Thậm chí có thể là mấy cái đại gia tộc trong bóng tối đấu sức, giang giật cái này nho nhỏ tá lĩnh bất quá chỉ là một cái nhóm lửa tắc thôi. Quân Pháp đường bên trong tình huống càng quỷ dị hơn cố tích chiêu ngồi lên bàn về sau ánh mắt nhìn chằm chằm giang giật nhìn một trận lạnh giọng nói ra giang vô danh người có biết tội của ngươi không giang giật không hiểu thấu bình tĩnh trả lời thuộc hạ không biết phạm vào tội gì cố tích chiêu trầm giọng nói ra có người báo cáo ngươi cái tên này cùng thân phận là giả người thân phận chân thật là giang giật là cái tội ác tài trời đại ma đầu ẩn núp vào cửu dương quân mưu đồ làm loạn nhưng có việc này ha ha giang giật khóe miệng lộ ra một vòng vẻ đùa cợt đầy mắt mỉa mai nhìn qua cố tích chiêu nói, cố đại nhân, người có phải hay không sai lầm không nói ta có phải hay không là ngươi nói người kia, liền xem như. Việc này hẳn là giám quân đường xử lý a à người đây là cùng hơn quyền. Các người quân pháp đường một mực quân pháp, xin hỏi cố đại nhân, ta phạm vào đầu nào quân pháp quân quy. Lúc trước hắn suy đoán hoàn toàn chính xác, việc này chủ xử sau màn là mộc gia. Bất quá nơi này là phi vũ bộ, không phải mộc gia địa bàn, mộc hà ngư điều động không được giám quân đường, chỉ có thể mời cố tích chiêu cưỡng ép xuất thủ. Cố tích chiêu mặt không đổi sắc, tiếp tục quát lạnh nói, bổn đại nhân cha hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời là đủ. Ngươi đến cùng phải hay không giang giật như lại hồ ngôn loạn ngữ, bổn đại nhân liền có thể trị ngươi dưới đây giấu giếm bên trên chi tội. Rõ, sự tình nháo đến tình trạng này, giấu giếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái này phi vũ bộ bên trong rất nhiều đại nhân vật đoán chừng đã biết rõ thân phận của hắn, hắn thoải mái thừa nhận nói, không sai, ta chính là giang giật, bất quá ta cũng không phải là tội ác tài trời đại ma đầu, gia nhập cửu dương quân cũng là nghĩ tổng quân chém giết minh tộc, mưu đồ chuyện bất chính bắt đầu nói từ đâu. a à, quân pháp đường bên trong đứng đấy mấy chục người, toàn bộ một mảnh ngạc nhiên, bên ngoài rất nhiều lặng yên dò xét tình huống người cũng một mảnh xôn xao, không nghĩ tới giang vô danh thật là đại danh đỉnh đỉnh giang giật vị này chính là nhân vật phong vân A, liền đao phong cũng dám giết ngoan nhân. Rất tốt, cố tích chiêu trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh ý cười, hắn đột nhiên quát lớn người tới đem giang giật bắt lại cho ta đưa đi cửu dương thành quân pháp đường tổng bộ giao cho trình đại nhân xử lý ha ha giang giật đùa cợt cười một tiếng liền tội đều bất định liền muốn đem hắn chuyển di cho đao ra sao hắn không hề động càng không có xuất thủ chỉ có thể bình tĩnh đứng thẳng chờ đợi lương thống lĩnh truyền âm quả nhiên lương thống lĩnh truyền âm rất nhanh liền đến hắn truyền âm nói cùng bọn hắn đi yên tâm chúng ta hội một đường đi theo tại cửu dương thành bên trong có tiểu thư tại, không ra được đại sự. Vân băng, giang giật nội tâm microampe, xem ra vân băng đã biết được việc này, đồng thời bắt đầu bố trí A sở dĩ không có hiện thân, là muốn đem sự tình làm lớn chuyện tại cửu dương thành bên trong đánh cờ. Không đúng, giang giật nghĩ nghĩ nội tâm lại có một tia bất định, vạn nhất phân ra cùng một gia đánh cờ, bắt hắn cho hy sinh nữa nhà đại giữa gia tộc đánh cờ bản thân người đều có thể hy sinh, chớ nói chi là hắn một ngoại nhân. Đi, cuối cùng giang giật lựa chọn đi cửu dương thành, giờ phút này đối kháng quân pháp đường, đó chính là hắn sai. Rất dễ dàng bị người tìm được cớ chém giết, đi bên ngoài giống như tình huống không đúng, hắn có thể trước tiên phóng thích thoát đi. Hai tên phong hào thần đế đi tới, liền muốn phong ấn hắn thần hạch bắt lấy hắn, giang giật quát khẽ nói, đi cửu dương thành có thể, bất qua cố đại nhân, có thể hay không để cho ta chính mình đi theo A dạng này nắm lấy giang mỗ người thật mất mặt, người nếu biết ta là giang giật, cái kia hẳn là đối ta tính khí giải hết thảy, đừng làm rộn quá mức dạng này đối tất cả mọi người không tốt. Nhìn qua giang giật cặp kia kiệt ngạo bất tuần con ngươi, cố tích chiêu trần chờ Hôm nay việc này hắn nhưng thật ra là bị ép vì đó, nếu không làm sao dám như thế đắc tội vân băng giang giật hung danh hắn đã sớm nghe nói, như làm cho quá ác hắn nổi giận xuất thủ, cố tích chiêu cũng không có nắm chắc ngăn trở hắn nổi giận một kích. Hắn nghĩ nghĩ, cắn giang nói, giang giật, thành thành thật thật đi cửu dương thành, người tốt ta tốt, đừng để ta rất khó khăn làm. Đi, Giang giật nhún vai một cái nói, ngươi cho ta mặt mũi, ta tự nhiên sẽ nể mặt ngươi. Ngươi cũng là nghe lệnh làm việc, coi như muốn tìm thù cũng không sẽ tìm đến trên đầu ngươi, đi thôi. Là cái nhân vật, cố tích chiêu âm thầm gật đầu, mang theo Giang giật đi ra phía ngoài, trực tiếp đi truyền tống trận. Bất quá vừa mới đến truyền tống trận lúc, lương thống lĩnh cùng một tên khác đại thống lĩnh chạy như bay đến, nhìn thấy cố tích chiêu bọn người, Lương thống lĩnh khẽ mỉm cười nói, các người muốn đi ra ngoài A à vừa vặn chúng ta muốn đi cửu dương thành bàn bạc công vụ, cùng một chỗ truyền tống đi. Cố tích chiêu tin tưởng lương thống lĩnh hai người là đến hộ giá hộ hàng, cũng không có nói cái gì, hắn đạt được mệnh lệnh liền là đem giang giật đưa đi cửu dương thành quân pháp đường, còn lại sự tình cũng không cần hắn quản nhiều, giang giật phối hợp như vậy, hắn sẽ không tự tìm phiền phức. Truyền tống trận quang mang lấp lánh, mọi người đi cửu dương cốc, vừa ra cửu dương cốc giang giật cùng lương thống lĩnh hai người giống như lâm đại địch thần thức bốn phía liếc nhìn, sợ nơi này có cường giả mai phục trực tiếp động thủ. Vượt quá ba người dự kiến, cửu dương cốc bên trong rất bình tĩnh, mọi người tiến vào một cái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi cửu dương thành. Ông, cửu dương thành bên trong một cái truyền tống trận quang mang lấp lánh, giang giật bọn người thân ảnh tại trong truyền tống trận ngưng hiện. Tại giang giật xuất hiện thời điểm, ít nhất có mấy chục đạo cường đại thần thức quét tới. Giang giật ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn thấy được một người quen, đao ra sư long quân thống lĩnh cái kia quyền trưởng có thể bắn ra ngàn vạn dây leo phong vương cấp cường giả ha 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 sư long quân thống lĩnh ngửa mặt lên trời cười ha hả ánh mắt xa xa cùng giang giật đối mặt hú dài nói nhân sinh nơi nào không gặp lại a à, giang giật ngày đó ngươi có người tương trợ thoát đi thanh vực hôm nay xem ngươi có thể bỏ chạy chỗ nào đích thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại một cái tòa thành bên trong một đạo thanh âm u lãnh vang lên tiếp lấy một đạo như đao thân ảnh nổ bắn ra mà lên tựa như núi cao khí thức khủng bố trong nháy mắt bao phủ giang giật, một người trung niên khôi ngô nam tử ở giữa không trung xa xa nhìn qua giang giật, cười lạnh nói, giang giật, chúng ta lại gặp mặt. Đao lãnh, thế mà cũng tại cửu dương thành, chương 1690, người tới, đem vân băng cầm xuống. Tại đao lãnh xuất hiện một khắc này, giang giật cảm nhận được nguy cơ chí mạng, giống như là bình thường phong vương cấp có lẽ hắn sẽ không khẩn trương như vậy, đao lãnh là ngụy đế cấp, hôm nay một cái không tốt hắn sắp chết ở chỗ này. Ông, hắn thiên phong trạng nguyên trong lúc nhất thời xuất hiện, đồng thời trong tay giới chỉ lóe lên cán thi xuất hiện, hắn nhanh chóng rót huyền hoàng chi lực đi vào, cán thi đại thủ tìm tòi đem hắn bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, cho đến giờ phút này hắn mới không hiểu có chút cảm giác an toàn, có cán thi tại đao lãnh không cách nào miểu sát hắn, hắn còn có sống sót cơ hội. Giang giật, đừng động thủ, một đạo truyền âm đột nhiên vang lên tại giang giật trong đầu, là vân băng thanh âm, giang giật thần thức theo hướng bên kia nhìn lại, tại một cái tòa thành bên ngoài thấy được vân băng. Cửu Dương Thành phi thường lớn, truyền tống trận chỗ quảng trường nhưng so sánh địa giới một cái đại thành, giờ phút này trên quảng trường võ giả rất nhiều, người mặc chế thức chiến giáp Cửu Dương quân tựu có 10 vạn người. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt đều khóa chặt giữa không trung đau lãnh, còn có bị một tôn như là ma thần cán thi nắm trong tay giang giật, rất nhiều người đại khí không dám thở ra. Giang giật cái tên này vẫn là đưa tới rất nhiều người bạo động, đoạn thời gian trước bởi vì giang giật thanh vực huyên náo long trời lở đất, cửu dương thành bên trong đi địa giới truyền tống trận đều bị quan bế, trong thành đối với Giang giật cái tên này là như sấm bên tai A. À. Giờ phút này nhìn thấy Giang giật cùng tôn này cán thi, mọi người cảm giác thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cán thi phóng thích ra khí tức khủng bố, để lương thống lĩnh cố tích chiêu bọn người cảm giác có chút khí muộn. Cố tích chiêu âm thầm may mắn vừa rồi hắn không có làm loạn, nếu không đoán chừng đã sớm chết rồi, cỗ này cán thi có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Hừ, làm cái gì vậy? Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, phá vỡ trên quảng trường yên tĩnh, thủ hộ truyền tống trận một cái phong vương cấp tướng quân ánh mắt tại đao lãnh cùng giang giật trên thân quét qua, lạnh giọng nói ra, lãnh đế, giang giật, các ngươi không phải nghĩ tại chúng ta cửu dương thành động thủ đi. Ông ong, trên quảng trường vô số quân sĩ binh khí xuất hiện, như lâm đại địch, cái này cửu dương thành nhưng mà năm đó cửu dương thiên đế kiến tạo, trên quảng trường tự có một tôn to lớn thiên đế pho tượng, bên trong thành là nghiêm cấm động võ. Cửu Dương quân quân quy đầu thứ nhất ai dám tại Cửu Dương thành động võ, vô luận là ai, cửu dương quân giết chết bất luận tội. Khương tướng quân hiểu lầm, đao lãnh trên thân tựa như núi cao khí tức thu hồi, cười nhạt một cái nói, thành nội thế nhưng là có thiên đế pho tược, đao lãnh làm sao dám khinh nhường thiên đế hôm nay bản đế đến đây chỉ là vì mang đi giang giật. Hy vọng quý quân tướng giang giật cái này đại ma đầu giao lại cho bản đế, đao ra cùng bản đế vô cùng cảm kích. Ha ha, một đạo thanh lãnh khẽ kêu tiếng vang lên, vân băng bay lên giữa không trung tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh rét lạnh, nàng nhìn qua lãnh đế ngừng âm thanh nói ra, lãnh đế, giang giật thế nhưng là ta phi vũ quân tá lĩnh, người một câu liền để chúng ta giao người, cái này không hợp quy của A. À. Nguyên lai là vân băng tiểu thư, đao lãnh mặt không đổi sắc, cũng không có cùng vân băng quá nhiều trò chuyện, hắn bật cười lớn nói, nơi này không phải nói chuyện địa điểm, không bằng đi các người bộ thống soái nói 36 đại thiên vương nhưng tại đao lãnh tổ kiến. Tất cả vào đi, ở bên ngoài làm ẩm ý cái gì? Một giọng già nua vang lên, phía ngoài 10 vạn cửu dương quân toàn bộ một gối quỷ xuống quát khẽ nói tham kiến Mộc Thiên Vương. Đa tạ Mộc Thiên Vương, đao lãnh chắp tay, thân thể hướng mặt phía bắc lớn nhất một tòa thành lâu đài bay đi, vân băng ánh mắt nhìn về phía giang giật bên này, dừng một chút truyền âm nói, giang giật, đi trước bộ thống xoái đi, đao lãnh tiềm phục tại thành nội, ta trước đó cũng không biết. Bất quá ngươi yên tâm, đao lãnh muốn mang đi ngươi không dễ dàng như vậy, ta sẽ giúp ngươi, ngươi tuyệt đối đừng trong thành động võ, nếu không không ai có thể cứu ngươi. Giang giật sắc mặt phi thường ngưng trọng, nội tâm lần nữa thiên nhân giao chiến, mở miệng chính là một thiên vương, không phải vân thiên vương. Mộc gia rõ ràng cùng đao gia đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, nếu không mộc hà ngư sẽ không động đến hắn, như đi bộ thống soái rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Giống như không đi, hắn chỉ có thể cưỡng ép giết ra cửu dương thành, nói như vậy không chỉ có muốn ứng phó một cái đao lãnh truy sát, tam thập lục thiên vương đoán chừng đều sẽ xuất động, dù sao tại cửu dương thành động võ, kia là đối cửu dương thiên đế đại bất kính. Cuối cùng, Giang giật ánh mắt nhìn về phía trong thành tôn này cao lớn pho tược, nhìn về phía tấm kia đồng dạng mơ hồ mặt, cặp kia nhân ái, hiền lành, trí tuệ con người, hắn lựa chọn không động thủ. Cửu dương thiên đế kia là nhân tộc trí tôn, là hắn ân sư, tại cửu dương thành động thủ thật là đối với hắn khinh nhờn, không đến cuối cùng một khắc vẫn là nhịn một chút đi. Hắn thu hồi cán thi, nhanh chân hướng mặt phía bắc tòa kia to lớn tòa thành đi đến, lương thống lĩnh cố tích chiêu bọn người theo sát phía sau, quảng trường người phía trước tự động tách ra một con đường, nhìn Giang giật từng bước một hướng bộ thống soái đi đến. Bộ thống soái bên ngoài có một ngàn đại quân, đồng phục phong hào thần đế, nhìn Giang giật đi tới, trong con người đều mang một chút thân cận cùng khâm phục. Giang giật nói thế nào đều là cửu dương quân người, giờ phút này độc thân vào hang hổ, phần này can đảm, phần này khí phách đã đáng giá bọn hắn tôn kính. Vân băng ngay tại tòa thành bên ngoài chờ lấy, nàng vung tay lên nói, Giang giật theo ta đi vào, những người còn lại ở bên ngoài chờ lấy. Giang giật đi theo Vân Băng đi vào bộ thống soái, đi vào là một cái hành lang, hai người đi qua dài rằng giặc hành lang tiến vào một cái đại điện. Đại điện phi thường lớn, ngay phía trên bầy biện 10 cái vị trí, hai bên trái phải các trưng bầy 13 cái vị trí, vừa vặn 36 thanh cái ghế. Bất quá giờ phút này 36 thanh trên ghế cũng không có ngồi quá nhiều người, chỉ là tới 6 người, hai bên trái phải ngồi hai người, ngay phía trên ngồi hai người, đều là dâu tóc bạc trắng lão giả đây là xếp hạng đệ nhị vân thiên vương cùng xếp hạng đệ tam mộc thiên vương A. Giang giật ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, phát hiện kia hai cái lão giả phân biệt ngồi tại tấm thứ hai cùng tấm thứ ba cái ghế, đã nơi này vừa vặn 36 tấm cái ghế, vị trí khẳng định không thể loạn ngồi, nhất định là theo xếp hạng ngồi. Tham gia vân thống soái mộc thống soái sông thống soái tần thống soái Quả nhiên, vân băng sau khi đi vào từng cái hành lễ, Giang giật đi theo hành lễ, hắn tinh tế cảm ứng thoáng cái sáu người này khí tức, trên mặt có chút xuất hiện một tia hoảng sợ cái này sáu cái thiên vương quả nhiên đều là ngụy đế cấp cường giả ngồi trái phải bốn người cùng đao lãnh khí thức không sai biệt lắm phía trên vân thiên vương cùng một thiên vương khí thức lại so đao lãnh mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều đao lãnh ngồi ở bên trái đệ nhất tấm vị trí bên trên chờ giang giật hai người hành lễ xong hắn nhàn nhạt mở miệng nói sự tình các vị thiên vương hẳn phải biết đi giang giật chém giết cháu của ta đao phong còn tại thanh vực chém giết mấy vạn người, đồng thời tại hỗn độn hải lúc diệt sát rất nhiều đại gia tộc tộc nhân. Hắn thoát đi thanh vực về sau, dùng thân phận giả chui vào các ngươi cửu dương quân, trong đó ngụ ý không cần nói cũng biết. Việc này tính nghiêm trọng, ta nghĩ chưa vị thiên vương đâu hiểu rõ, ta gia tộc trưởng giận dữ thể phải chém giết giang giật, thanh đế lão nhân ra ông ta cũng ngầm cho phép việc này, hy vọng các vị thiên vương cho chúng ta đao ra một bộ mặt. Không thể, đao lãnh khiêng ra thanh đế danh hào, vân băng lập tức cuống lên, chắp tay nói ra, Giang Giật là ta phi vũ quân tá lĩnh, nói giao người tựu giao người, về sau chúng ta cử dương quân uy tín ở đâu cử dương quân quân uy ở đâu. Ngậm miệng, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, nói chuyện thế mà không phải một thiên vương, mà là vân thiên vương, hắn lãnh mâu khóa chặt vân băng nói, việc này không tới phiên ngươi nói chuyện, lui ra. Vân thống soái vân băng còn muốn nói điều gì, vân thiên vương đột nhiên vung tay lên, một đạo thanh phong lướt nhẹ đến, vân băng lại bị trực tiếp ném ra đại điện. Vân Thiên Vương quát lạnh âm thanh vang lên lần nữa, người tới, đem Vân Băng cầm xuống. Nguy rồi, Giang giật sắc mặt đại biến, liền Vân Thiên Vương đô như thế làm dáng, hôm nay cục diện này sợ là chỉ có thể tử chiến A. mươi 1691, Đao Nô, Vù Vù, hai cái phong vương cấp cường giả bay vụt mà đến, ngăn tại Vân Băng phía trước, lạnh giọng nói ra, băng tiểu thư, mời. Vân Băng tức giận hướng đại điện bên trong Vân Thiên Vương chừng vài lần, ngược lại là không tiếp tục náo loạn vân thiên vương đều xuất thủ kia là tức giận rồi mặc dù bình thường hắn phi thường sủng ái vân băng nhưng một khi nổi giận vân băng vẫn là không dám làm loạn ai vân băng nhìn một cái giang giật đôi mắt ảm đạm đi ra phía ngoài đi vài bước truyền âm cho giang giật nói giang giật giống như tình huống không đúng ngươi tự giết ra ngoài đi lần này coi như ta có lỗi với ngươi cố giang sơn ra giang giật tòa thành bên ngoài lúc vân băng kỳ thật nhận được đưa tin bất quá nàng biết rõ là quân pháp đường về sau không chỉ có không có lập tức chạy đến ngược lại đưa tin cho lương thống lĩnh, bỏ mặc quân pháp đường người đem giang giật đưa đến cửu dương thành tới. Quân pháp đường là không có quyền lợi cầm giang giật, vân băng vốn muốn mượn cơ hội này bắt lấy mộc ra tay cầm, lại không nghĩ rằng đối phương cờ cao một nước, đao lãnh thế mà giấu ở thành nội. Giống như đao lãnh không đến, đao ra đến cái trưởng lão loại hình, vân băng căn bản cũng không chim, nàng tin tưởng mình cũng có thể bảo trụ giang giật. Nhưng đao lãnh tới, trực tiếp kinh động đến các vị thiên vương, loại này cấp bậc nàng tự không có cách nào nói chuyện, giờ phút này nói hai câu còn bị Vân Thiên Vương trực tiếp cho đánh ra. Vân băng đi, Giang giật chất phác đứng thẳng không nói một lời, bất quá tùy thời chuẩn bị liều mạng, hắn chưa từng là khoanh tay chịu chết người, cho dù chết hắn cũng muốn chiến một trận. Vân Thiên Vương đồng dạng không nói gì thêm, Mộc Thiên Vương càng là bình chân như vậy ngồi, căn bản không có ý lên tiếng. Trang diện không có khả năng dạng này xấu hổ xuống tới, đao lãnh phía dưới một cái thiên vương mở miệng nói, lãnh đế A, à, người nói sự tình chúng ta đều giải, đào phong thiếu gia chết chúng ta cũng rất đau lòng. Giống như Giang Giật không có gia nhập cửu dương quân, chúng ta tuyệt đối không hai lời. Giang Giật đã gia nhập cửu dương quân, vẫn là tá lĩnh, nếu như chúng ta cứ như vậy giao người, như thế nào cùng mấy ngàn vạn cửu dương quân bàn giao về sau ai còn dám gia nhập cửu dương quân. Cái này thiên vương nói chuyện rất huyền chuyển, ái náy nghĩ rất rõ ràng, nói là tình hình thực tế, giống như cứ như vậy đơn giản đem Giang Giật giao ra, cửu dương quân còn có cái gì uy danh. Lần này có thể giao Giang Giật, lần sau có thể giao lý giật, lần sau nữa có thể giao trần giật, có phải hay không đao ra một câu liên vân băng đều muốn giao ra A à Giang giật vẫn là tá lĩnh, phổ thông quân sĩ kia là càng không cảm giác an toàn. Nghe được cái này thiên vương, Giang giật nội tâm có chút an tâm, nhưng đao lãnh câu kế tiếp lại để cho hắn tâm treo lên, nói là không sai, việc này hoàn toàn chính xác để các vị thiên vương có chút khó khăn. Bất quá vậy cũng muốn nhìn người không phải Giang giật phát rồ, tại địa giới tự có hách hách hung danh, là cái mười phần ma đồ, ta cái này có một phần tư liệu, chư vị thiên vương có thể nhìn xem, bên trong đều là sự thật, tuyệt không khuếch đại chi từ. Đao lãnh trong tay giới chỉ sáng lên, trong tay xuất hiện mấy cái mộc giản phân biệt ném cho các vị thiên vương, hắn trầm giọng giải thích nói, giang giật phi thăng không bao lâu, nhưng chết ở trong tay hắn người đã nhiều đến ngàn vạn. Thần dương tộc tất cả mọi người có ấn tượng đi, cái này tộc đàn kém chút bị giang giật cho diệt tộc, phi thăng không đến một năm khắp nơi gây chuyện giết người, cháu của ta đao phong, tính cách như thế thuần hậu, lại bị Giang giật đốt sống chết tươi, Giang giật giờ phút này mặc thiên phong giáp vẫn là cháu của ta. Chư vị, giờ phút này chúng ta nhân tộc là cái gì cục diện minh tộc tiếp cận, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, chính là gấp thiếu người mới thời điểm. Không thể phủ nhận Giang giật là một nhân tài, nhưng hắn như thế bạo ngược tính cách, động một chút lại giết người diệt khẩu, chung người nhất tộc, dạng này ma đầu có thể giữ lại sao lưu hắn lại sẽ chỉ làm chúng ta càng nhiều đồng tộc chết đi, sẽ chỉ làm nhân tộc loạn hơn, đoạn thời gian trước toàn bộ thanh vực bởi vì hắn một người làm cho đại loạn, giống như khi đó minh tộc thừa cơ đánh lén, chứ vì có thể tưởng tượng là hậu quả gì. Diệt ma cung nội, giang giật không chỉ có chém giết cháu của ta, còn phát rồ chém giết rất nhiều gia tộc tử đệ. Công dương gia, lương gia, hàn gia, lý gia. Các loại chờ những này gia tộc đều có người chết tại giang giật trong tay, giao ra một cái giang giật, liền có thể lắng lại sở hữu gia tộc lửa giận, chúng ta đều sẽ cảm tạ chư vị thiên vương. Đao lãnh nói đến tình cảm giạt rào, có lý có cứ, ngôn từ thành khẩn, tư thái vô cùng thấp. Đường đường đao ra nhân vật số 3 thấp như vậy tư thái, xem như cho đủ các vị thiên vương mặt mũi, mọi người nhìn một chút tư liệu đều trầm mặc. Sau một lát, một thiên vương cuối cùng mở miệng, hắn đục ngầu ánh mắt nhìn chầm chầm mộc giản hỏi, giang giật, trong này nói ngươi giết đáng ma quân doanh du thiên vương thế nhưng là là thật. Giang giật nghĩ nghĩ, cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là gật đầu nói là thật. Mộc Thiên Vương tiếp tục nói ra, nơi này nói người tại thần dương bí cảnh diệt sát mấy trăm vạn người, thế nhưng là là thật. Là thật, người tại luyện ngục bí cảnh, chém giết rất nhiều gia tộc thiên tài công tử, có thể là thật. Là thật, người tại hỗn độn hải diệt sát lương ra một tên phong vương cấp, còn thiêu chết mười mấy cái gia tộc hơn hai ngàn người, thế nhưng là là thật. Là thật, người tại diệt ma cung nội diệt sát đao phong, còn có rất nhiều gia tộc phong vương cấp hộ vệ, có thể là thật. Là thật, người tại không linh đảo diệt sát mấy tên phong vương cấp có thể là thật. Là thật, người cầm đao phong thần độn phù tới thiên giới, tại thanh vực đại khai sát giới, chém giết rất nhiều quân đội, thế nhưng là sự thật. Đều là sự thật, một thiên vương hỏi nơi này dừng một chút, ánh mắt của hắn nâng lên nhìn qua giang giật nói, vậy ngươi vì sao đến ta cửu dương quân thế nhưng là muốn mượn chúng ta cửu dương quân, tránh né truy sát. Đúng, giang giật đồng dạng phi thường thẳng thắn, gật đầu nói, đã từng có người cùng ta nói qua, đao ra thế lực phi thường lớn, chỉ có gia nhập cửu dương quân mới có thể bảo vệ ta một mạng, sở dĩ ta liền đến. Người kia còn nói, cửu dương quân là thiên hạ chiến lực đệ nhất quân đội, là thiên đế đã từng quân cận vệ, cũng là nhất bao che cho con quân đội, sở dĩ ta đến rồi. Giang giật cuối cùng hai câu nói nói đến còn lại các vị thiên vương đôi mắt đều sáng lên, bất quá một thiên vương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là đảo mắt còn lại các vị thiên vương hỏi, các người ý kiến gì quản sự chỉ chúng ta mấy người, đều nói một chút pháp đi, vừa rồi cái thứ nhất nói chuyện vị kia thiên vương lắc đầu nói ta cho rằng không thể giao hắn đầu dưới vị thiên vương nói tiếp giống như tình báo là thật giang giật không thích hợp lưu tại chúng ta cửu dương quân giao lại một cái thiên vương tỏ thái độ còn lại một cái lại lắc đầu nói ra ta không phát biểu ý kiến bốn cái thiên vương đồ tỏ thái độ một thiên vương đưa ánh mắt về phía vân thiên vương hỏi vân ca ý của ngươi thế nào giao cái rắm vân thiên vương cười lạnh một tiếng ánh mắt nhìn về phía đao lãnh nói ra, đao lãnh, đừng nói lão phu không nể mặt ngươi, bất luận giang giật trước đó làm qua cái gì sự tình, cùng các ngươi ra có cái gì ân oán. Hắn đã tới chúng ta cửu dương quân, đó chính là chúng ta người, người muốn mang đi không có cửa đâu, đừng nói ngươi. Coi như đao nộ tới, đều vô dụng, tiễn khách. Ách, giang giật đầy mắt kinh ngạc, hắn vốn cho là cuối cùng muốn nhìn bỏ phiếu định đoạt, lại không nghĩ rằng vân thiên vương như thế bá đạo, mà lại như thế bảo vệ cho hắn. Cái này ngang ngược tác phong, xem ra Vân Băng là kế thừa tính cách của hắn a, à, mới có thể như thế mạnh mẽ. Đao lãnh trợn tròn mắt, hắn tư thái thả thấp như vậy, nói một đại thông lời nói, vừa rồi Mộc Thiên Vương cũng đã hỏi nhiều như vậy, tình cảm đều là nhiều lời, cái này Vân Thiên Vương trực tiếp một câu tựu cho phủ định. Ngươi, hắn thình lình đứng dậy, nhưng lại không biết nói cái gì là tốt. Ngay tại hắn vào thối duy cốc lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng hừ lạnh, một cái lưng còng lão giả như quỷ hồn nhẹ nhàng vào đây phía ngoài hộ vệ lại đều không có thấy rõ bóng người của hắn, hắn thân thể lóe lên đã đứng tại đại điện bên trong, nhìn qua vân thiên vương cười lạnh nói, vân ra lão nhị, đao nổ tới không dùng được, không biết lão phu tới. Có tác dụng hay không? Ông, một thiên vương các loại chợt tất cả mọi người trong đôi mắt tinh mang tăng vọt, đao lãnh kích động đến thân thể run lên, kho mình hành lễ nói, phụ thân, ngài rốt cuộc đã đến. Phụ thân, giang giật hổ khu chấn động, ánh mắt đột nhiên quét về phía cái này lưng còng lão giả đao lãnh phổ thân, chẳng lẽ là thanh đế cầm đao người, đao nô. chương 1692, cái này mặt tử không có thể cho ngươi. Đao nô bối phận cùng địa vị phi thường cao, hắn theo thanh niên mấy ngàn năm, tương đương với thanh đế người phát ngôn. Thanh đế cả một đời không có lấy vợ sinh con, độc thân vấn đạo, người thân cận nhất có hai cái, một cái khác chết rồi, chỉ còn lại đao nô, sở dĩ đao gia mới có thể trưởng quản thanh đế quân. Thanh đế được công nhận tứ đế đứng đầu, chiến lược thiên hạ đệ nhất, đến gần vô hạn cửu dương thiên đế cường giả trí tôn. Làm hắn người phát ngôn, đao nô địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đao nô rất ít rời đi thanh đế, lần này thế mà bởi vì giang giật sự tình đích thân đến cửu dương thành. Đao nô huynh, một thiên vương đứng dậy chắp tay hành lễ, còn lại mấy cái thiên vương đô đứng dậy chắp tay. Đao nô cùng bọn hắn là một đời người, bất quá đao nô thành danh thời điểm, bọn hắn đều không phải là thiên vương, tự liên vân thiên vương khi đó cũng chỉ là vân gia nhị công tử, sở dĩ vừa rồi đao nô gọi thẳng vân ra lão nhị. Vân thiên vương mặt không thay đổi đứng dậy, không có chắp tay, hư lạnh một tiếng nói, đao nô, người cái này cõng đều không thẳng lên được, còn có thể khiêng đến động thanh đế phá thiên đao sao. Khiêng không khiêng đến động, đó là của ta sự tình. Đao nô cõng cung thành một cái tôm hùm, bất quá đầu lại là ngẩng lên thật cao, nhìn rất là khó chịu, hắn con người cũng không đục ngầu, mà là tinh mang bốn phía, nhìn chằm chằm vân thiên vương nói, hôm nay tới là vì cháu của ta sự tình, vân ra lão nhị, mặt mũi này có cho hay không ta không nể mặt ta, đừng trách ta bão nổi. Bão nổi, vân thiên vương con ngươi lạnh lẽo, u u nói ra, chỉ bằng ngươi liền muốn tại cửu dương thành bão nổi ngươi chủ tử tới còn tạm được, ngươi. Không đủ tư cách, Mộc thiên vương thấy tình huống không đúng, vội vàng vội vàng giảng hòa nói, đau nô huynh, vân ca bất giật, đều là tuổi đã cao người, không muốn vì một chút chuyện nhỏ làm to chuyện, này lại để nhân tộc đau nhức, minh tộc nhanh a à đao nô hung ác nham hiểm con người quét qua giang giật phi thường kiên định nói ra hôm nay người này ta nhất định phải mang đi các ngươi như muốn ngăn vậy lão phu chỉ có thể đắc tội vậy ngươi tự thử một chút vân thiên vương thân thể lóe lên đứng ở giang giật phía trước hai bên trái phải bốn cái thiên vương thân thể đồng thời khẽ động đứng ở vân thiên vương bên người đao nô dám ở cửu dương thành động thủ bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ông đao nô trong tay giới chỉ sáng lên một thanh dài đến hai trượng màu xanh to lớn chiến đao xuất hiện Thanh này chiến đao phi thường hoa lệ, khí tức hãi nhiên, phía trên ẩn ẩn có khí lưu màu xanh lưu chuyển, trên chuôi đao còn có phù văn thần bí. Chiến đao vừa ra đao nô trong tay, toàn bộ đại điện bên trong không khí tại thời khắc này tựa hồ cũng ngừng lưu động. Phá thiên đao, vân thiên vương mấy người biến sắc. Cây đao này thế nhưng là thanh đế binh khí, đi theo thanh đế mấy ngàn năm, bên trong có thanh đế đối với thiên đạo áo nghĩa pháp tác cảm ngộ. Cây đao này tại thiên địa thập đại thần binh bên trong xếp hạng thứ hai, gần với thiên đế thần binh phía dưới. Đao nô chậm rãi nâng lên chiến đao, chỉ vào Vân Thiên Vương bọn người, lạnh giọng nói ra, Vân Lão Nhị, ngươi nhất định phải vì như thế một cái tiểu tạp chủng cùng Lão Phu động thủ không giết tiểu tử này, không chỉ có Lão Phu thật mất mặt, nhà ta chủ tử thanh đế cũng trên mặt tối tăm, ngươi hẳn là hiểu rõ đạo lý trong đó. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giang giật mặc dù tại Vân Thiên Vương bọn người đứng phía sau, nhưng cảm giác bị kia thanh đao khóa chặt, cả người xương cốt răng rắc rung động, đừng nói nói chuyện tự liền di động một phần cũng không thể. Sống mấy ngàn năm lão quái, quả nhiên cường đại, Giang giật lại một lần nữa lật đổ ý nghĩ trong lòng, hắn đã từng bằng vào cán thi ngạnh kháng đao lãnh một chiêu, cán thi chỉ là vỡ ra một đạo khe hở, đều tự động phục hồi như cũ. Sở dĩ trong lòng của hắn đối với ngụy đế cấp kỳ thật cũng không phải quá e ngại, mới biết được ngụy đế cấp bên trong cường giả chân chính khủng bố cỡ nào, đều không có xuất thủ cũng cảm giác lúc nào cũng có thể muốn chết đi. Đương nhiên, Giang giật cũng biết, có thể có loại cảm giác này kỳ thật cùng phá thiên đao có rất lớn quan hệ cây đao này thế nhưng là thanh đế chiến đao nội tâm của hắn không hiểu có chút kích động thanh đế chiến đao giống như này cường đại giống như hắn có thể tìm tới hỏa long kiếm tất cả tàn kiện cùng khí linh hỏa long kiếm nên đến cỡ nào cường đại a à. đến như thế thời khắc giang giật đều không có nghĩ qua bại lộ hỏa long kiếm bí mật mà lại giờ phút này hắn bại lộ nói đoán chừng sẽ chết càng nhanh tam thập lục thiên vương minh hiển không phải một lòng vừa rồi bỏ phiếu lúc hắn liền đã cảm nhận được. Vân Thiên Vương trần chờ, tựa hồ nội tâm tại suy nghĩ, vì một cái giang giật cùng Đao Nô đối kháng đến cùng vẽ không có lời. Đao Nô đã bày ra như thế tư thế, đều xuất động thanh đế chiến đao, cái này gián tiếp tại cho thấy thanh đế ngầm cho phép việc này, nếu không Đao Nô làm sao dám động thanh đế đao. 36 vị Thiên Vương liên thủ công kích, dựa vào thiên đế lưu lại chiến trận cũng không sợ thanh đế. Nhưng này muốn nhìn tình huống như thế nào không phải giống như bởi vì một chút chuyện nhỏ đi cùng thanh đế đối đầu, hắn cũng quá không đáng. Thanh đế muốn chơi chết bọn hắn quá đơn giản, bọn hắn 36 người luôn không khả năng thời khắc cùng một chỗ A à, chỉ cần giết chết một người chiến trận liền không có uy lực, thanh đế nhẹ nhõm có thể đồ cử dương quân. Nhân tộc đều như vậy con, lúc nào cũng có thể bị minh tộc hủy diệt, nội đấu còn có ý nghĩ sao thật lòng nội chiến song phương khẳng định không dám, sở dĩ luôn có một bên muốn lui bước. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân, tiếng bước chân này rất nhẹ, rất chậm, lại rõ ràng vang lên tại tất cả mọi người trong đầu, mà lại tiếng bước chân này tựa hồ có kỳ dị nào đó vận ý, tại tiếng bước chân vừa vang lên, đại điện bên trong dương cung bạt kiếm bầu không khí thoáng cái biến mất. Ừ, đao nô đầu đột nhiên uốn éo, như làng ánh mắt nhìn về phía phía ngoài hành lang, vân thiên vương bọn người sắc mặt đều vui mừng, giang giật theo nhìn sang, linh hồn không hiểu chấn động. Tới là một cái nhỏ gầy lão giả, mặc một đôi giày vải, hất lên một tiếng đạo bào màu trắng, mang một cái đại quang đầu, hai đầu mày trắng lại rũ xuống tới trước ngực, lão giả này ánh mắt phi thường bình tĩnh nhưng giang giật nhìn trong mắt của hắn một chút lại cảm giác thấy được toàn bộ hư không vô cùng vô tận linh hồn cường giả giang giật lập tức kết luận người này là tu luyện linh hồn trí cường giả mà lại linh hồn tu vi phi thường cường đại là hắn thấy qua người kinh khủng nhất một vị hắn nhìn người này con ngươi một chút liền rốt cuộc không dám nhìn nhìn lần thứ hai nhỏ gầy lão giả chậm ung dung đi tới coi thường mọi người đi thẳng tới vị trí thứ nhất ngồi xuống ánh mắt lúc này mới quét tới nói ra đao nô người ở ta nơi này làm gì chứ hẳn là ngươi còn muốn động võ không thành. Đao nô hít mắt nhìn qua lão giả đầu chọc, u u nói ra, ngụy lão đại, ta muốn mang người đi, thế nhưng là vân lão nhị không nể mặt ta, lão phu chỉ có thể ra hạ sách này. Ngụy lão đại cho câu thống khoái nói đi, chỉ cần mang cho ta người đi, quay đầu các ngươi cửu dương quân có phiền phức, Đao nô tuyệt không hai lời. Ngụy lão đại, giang giật âm thầm gật đầu, xem ra vị này liền là trong truyền thuyết tam thập lục thiên vương đứng đầu, người xưng quỷ kiến sầu ngụy thiên vương ngụy thiên vương trầm mặc bộ dạng phục tùng nhắm mắt giống như là một tôn lão tăng nhập địch toàn trường ánh mắt đều khóa chặt hắn giang giật tâm lần nữa nâng lên cổ họng trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian ngụy thiên vương rốt cục mở to mắt mở miệng rất xin lỗi đau nô hôm nay cái này mặt tử không có thể cho ngươi ngươi có thể đi chương 1693, nghìn thanh đế ngươi có thể đi câu nói này phi thường đả thương người đao nô tại thiên giới xem như người có mặt mũi. Đánh đao lãnh mặt không quan hệ, đánh đao nô mặt vậy liền đánh đao ra tất cả mọi người mặt, mà lại thanh đế trên mặt cũng không có ánh sáng. Việc này như truyền đi, thanh đế sẽ cho nhân ra chê cười, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Giang giật nội tâm thở dài một hơi, đối với ngụy Thiên Vương hảo cảm tăng gấp bội, cũng không là ai đều có thể sẽ vì một cái thủ hạ như thế đắc tội một cái đỉnh cấp đại nhân vật. Bất luận ngụy Thiên Vương là thế nào nghĩ, chỉ ít hắn không có đem chính mình giao ra. Ha ha ha, đao nô cười ha hả nương theo lấy tiếng cười của hắn, trên người hắn khí thức vô hạn dâng lên, đao lãnh lấy ra chính mình chiến đao, đao nô như khai chiến hắn tuyệt đối không có kỹ chút nào, năm đó hắn nhưng là kém chút cho vân thiên vương một trưởng vỗ chết, vừa vặn báo thù. Ông, phá thiên đao phát sáng lên, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thức theo trong đao dâng lên, giang giật cả người đều run rẩy Giờ khắc này hắn mới chân thực cảm nhận được thanh thần binh này kinh khủng, đừng nói bị đao này bổ chúng, coi như một tia khí kình cũng có thể làm cho hắn thần hồn tịch diệt. Một thiên vương vân thiên vương các loại chờ sáu cái thiên vương đô riêng phần mình lấy ra binh khí của mình, chỉ có ngụy thiên vương không nhúc nhích, hắn như lão tăng ngồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đao nô, tựa hồ không có chút nào lo lắng. Ngụy lão quỷ, cuối cùng hỏi ngươi một câu, giao không giao người. Đao nô trong tay phá thiên đao thật cao vung lên, lúc nào cũng có thể phát ra hủy diệt một kích, ngụy thiên vương sắc mặt bình tĩnh trả lời, đao nô, nơi này không phải ngươi làm loạn địa phương, người như chấp mê bất ngộ tự gánh lấy hậu quả chết